Xin chào cả nhà. Để chuẩn bị bắt đầu chương trình thì xin mời mọi người ổn định chỗ ngồi, tắt mic cá nhân và mời mọi người mở camera lên để chào nhau đầu giờ thật hứng khởi ạ. Xin mời mọi người mở camera lên giúp em nhé. Rất là vui khi được gặp lại các anh chị trong chương trình Springboard vào thứ năm hàng tuần và hôm nay là buổi số 41 ạ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về chủ đề là quản lý tồn kho, công nợ và tính giá thành trong sản xuất. Tại buổi số 38 của Springboard thì chúng ta đã được nghe chia sẻ từ công ty DigiWin Software Việt Nam và hôm nay thì chúng ta lại có cơ hội được gặp thêm một vị diễn giả nữa cũng đến từ DigiWin, đó là anh Vũ Tùng Lâm, cố vấn về ERP. Như hôm nọ thì chúng tôi cũng đã giới thiệu là DigiWin là một đơn vị ra đời được tại Đài Loan và tập trung phát triển các giải pháp cho ngành sản xuất. Và sau gần 40 năm hoạt động thì DigiWin đã có hơn 40 chi nhánh tại châu Á và đặc biệt thì có hai văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh và Bắc Ninh ạ. Để bắt đầu chương trình thì tôi xin mời anh Phạm Minh Thắng sẽ giúp tôi điều phối về phần chuyên môn ạ. Xin mời anh Phạm Minh Thắng. Cảm ơn chị Huệ. Xin chào các anh chị ạ. Vâng, thật là vui mừng chúng ta lại có dịp gặp nhau vào tối thứ năm hôm nay. Thời gian nó trôi thật là nhanh ạ. Tôi cứ nghĩ là hôm trước chúng ta mới nói về tấm cám cách đây có mấy ngày nhưng mà nghĩ ra thì nó cũng đến một tuần rồi. Và chúc mừng các anh chị em với đội tuyển Việt Nam tại vì chúng ta vừa mới thoát một bàn thua trông thấy nhờ va. Và nhiều khi là cái việc mà chúng ta ghi bàn có lẽ là nó cũng chỉ vui mừng được đến như là cái việc là chúng ta thoát được một bàn thắng. Thoát được một bàn thua. Thoát được bàn thua. Thế thì tôi nghĩ là đấy là câu chuyện rất là điển hình tại vì trong sản xuất kinh doanh cũng thế. Chúng ta có thể có hàng tiền đạo thì có thể ra sức ghi bàn. Nhưng mà nếu mà hậu vệ mà để lọt rất nhiều bàn vào lưới ấy, thì chưa chắc đến cuối trận chúng ta đã có được chiến thắng. Mặc dù vậy thì dù sao thì chúng ta cũng có được rất nhiều niềm vui tại vì nếu mà mỗi một lần mà tiền đạo ghi bàn thì chúng ta đều có thể vui mừng và chúng ta đều có thể ăn mừng cái bàn thắng đấy cả. Tuy nhiên là đến cuối buổi, cuối trận đấu thì có thể nó chưa chắc kết quả nó đã như được kỳ vọng và trong những trường hợp như vậy thì rất là đáng tiếc. Sản xuất kinh doanh thì rõ ràng câu chuyện đơn giản của chúng ta có cái đẳng thức đấy là lợi nhuận thì bằng giá thành trừ giá bán trừ giá thành. Và tiền đạo ghi bàn thì nó cũng giống như kinh doanh thôi, chúng ta bán được hàng và hy vọng rằng là chúng ta sẽ có chiến thắng, chúng ta có lợi nhuận. Các cái nỗ lực của việc quản trị nó giúp cho chúng ta có thể có được một cái hoạt động vận hành nó hiệu quả và chúng ta có thể bảo vệ được cái thành tựu của cái việc kinh doanh đó. Thế thì hôm nay chủ đề của chúng ta có với anh Vũ Tùng Lâm bên DigiWin nói về tồn kho, công nợ, giá thành, tôi nghĩ là một cái chủ đề nó cũng rất là phù hợp với cái bối cảnh của cái trận Việt Nam Nhật Bản ngày hôm nay. Trong đá banh ấy, thì nếu chúng ta nói đến chúng ta ghi bàn được sớm thì chúng ta thường nói rằng là chúng ta sẽ có vốn. Đó. Thế nếu mà chúng ta nhận bàn thua nhiều quá thì chúng ta bảo là chúng ta đội bóng là như kiểu như cái rổ đựng bóng. Như rổ đựng bóng này có vẻ là tồn kho là hơi nhiều phải không ạ? Thế thỉnh thoảng mà hậu vệ mà có lỗi mà ví dụ như là Văn Thanh lúc trước để mất bóng chẳng hạn. Mà mấy anh bình luận viên anh bảo là mắc lỗi. Thế thì mắc lỗi thì nếu mà cái đấy nó thành bàn thắng thì sẽ phải trả giá quá đắt. Cho nên câu chuyện đấy là việc về quản lý về giá thành ạ. Và càng ngày thì chúng ta thấy rằng là cái câu chuyện của vấn đề về hậu vệ và phòng ngự là vô cùng quan trọng. Tại vì nói cho cùng ấy, nếu mà ghi bàn thì chúng ta không biết nhưng mà nếu mà chắc chắn là chúng ta không để cho đối bạn ghi bàn nào thì ít ra là chúng ta không có trận hòa. Đó. Còn nếu chúng ta ghi bao nhiêu bàn thì chúng ta cũng chưa chắc chúng ta đã có được trận hòa. Nhưng mà nếu mà không nếu bảo vệ được được màng lưới thì chúng ta có trận hòa.
và các nỗ lực cho câu chuyện về quản lý tồn kho, công nợ, giá thành trong doanh nghiệp sản xuất ấy, nó giống như cái việc nó là củng cố một cái, không phải là một cái hàng hậu vệ vững chắc mà là một cái hệ thống vững mạnh cho cái nỗ lực phòng ngự ạ. Và hiện nay thì với PNQ chúng tôi rất là coi trọng cái việc quản lý cái phần hệ thống phòng ngự này, và đặc biệt là vấn đề về về giá thành một cách có hệ thống sâu chuỗi từ khi chúng ta lên báo giá cho đến khi mà chúng ta thực hiện sản xuất kinh doanh trong suốt vòng đời sản phẩm cho đến, và chúng ta kết thúc cái vòng đời đó. Thì hy vọng rằng là hôm nay với phần chia sẻ của anh Vũ Tùng Lâm, cố vấn ERP của Digimon Software, thì sẽ gợi mở cho chúng ta những cái khía cạnh mà có thể một số đơn vị chúng ta đã làm tốt rồi, hoặc là một số đơn vị chúng ta sẽ có thêm cái góc nhìn mới, hoặc là một số các cái gợi mở để cho chúng ta quản lý một cách hiệu quả hơn. Một số cái giải pháp mà bên bên Digiwin có chia sẻ, nó cũng cho chúng ta những cái hướng cho cái việc về sử dụng ứng dụng các cái phần mềm cũng như công nghệ thông tin để hỗ trợ cho việc về quản trị kinh doanh trong trong cái hệ thống phòng ngự này. Thì với cái tinh thần đấy thì mong cho Việt Nam buổi hiệp hai thì có thể trước mắt là có thể gỡ hòa, sau đó rồi thì hy vọng rằng là có thể ghi bàn hơn đối bạn để có thể chiến thắng. Và chúc cho anh Tùng Lâm với anh chị em chúng ta hôm nay có một cái buổi chia sẻ thật là hiệu quả về cái hệ thống phòng ngự trong hoạt động sản xuất kinh doanh ạ. Xin cảm ơn ạ. Xin mời anh Tùng Lâm. Xin mời anh Tùng Lâm mở mic lên nhé. Hiện tại anh Tùng Lâm đang tắt mic đấy ạ. Dạ ok, mọi người có nghe được tiếng của tôi không ạ? Dạ, nghe rõ rồi anh. Dạ nghe rõ đúng không? Rồi Dạ. cảm ơn anh Thắng. Thì như anh cũng vừa mới chia sẻ thì làm sao để hôm nay ngày đội tuyển của Việt Nam của chúng ta có thể chiến thắng đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ nâng cao từ hệ thống phòng ngự. Thì chào mọi người, tôi là Lâm. Thì hiện tại tôi là chuyên gia tư vấn về hệ thống quản lý doanh nghiệp của phần mềm DigiWin. Lời đầu tiên thì tôi xin được gửi lời cảm ơn đến BQ Solution, đơn vị tổ chức buổi hội thảo ngày hôm nay, đã tạo ra cho chúng ta tôi ta một cơ hội để gặp gỡ và trao đổi với các đơn vị và cá nhân có cái sự quan tâm tới cái việc chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Hiện tại thì với hơn 7 năm kinh nghiệm ở trong cái việc hỗ trợ triển khai các doanh nghiệp thực hiện việc chuyển đổi số, thì ngày hôm nay tôi rất là hân hạnh được gặp gỡ mọi người và cũng hy vọng rằng cái kinh nghiệm của tôi thì có thể chia sẻ và mang lại những cái thông tin bổ ích đến cho mọi người. Vậy thì tôi sẽ đi vào luôn cái nội dung chính của ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với mọi người về tồn kho, công nợ cũng như giá thành trong một cái doanh nghiệp sản xuất. Thì từ cái việc nắm bắt được quản lý tồn kho rồi quản lý công nợ đến giá thành thì chúng ta có thể nắm bắt được cái trọng tâm trong việc chuyển đổi số và cũng như là có thể nâng cao về thể chất của một doanh nghiệp, được không ạ? Cũng như là nâng cao về chất lượng của đội tuyển Việt Nam chúng ta ngày hôm nay. Rồi. Trước khi để mà chúng ta có thể thảo luận về nói về trước khi mà chúng ta đi thảo luận về ba cái khía cạnh phía trên đúng không? Tồn kho, công nợ, giá thành, thì chúng ta sẽ cần có một cái nhìn tổng quát về cái năng lực hiện tại của doanh nghiệp chúng ta. Từ đó thì chúng ta sẽ đánh giá được là cái doanh nghiệp hiện tại của chúng ta đang ở đâu, chúng ta đang thiếu gì, chúng ta cần gì và muốn gì trong tương lai. Thì đối với cả một doanh nghiệp sản xuất thì hiện tại chúng tôi phân ra làm ba cái nhóm chính. Mỗi một cái cấp độ từ doanh nghiệp cơ bản cho đến những cái doanh nghiệp mà có cái tính cạnh tranh mạnh mẽ. Và tương ứng với mỗi một cái nhóm doanh nghiệp này và mỗi một cái bước chuyển mình thì chúng ta sẽ cần phải có những cái nắm rõ được những cái năng lực chúng ta cần phải có và những cái công cụ để có thể hỗ trợ được chúng ta làm với những cái khả năng này. Thì đối với một doanh nghiệp, cái điều đầu tiên mà chúng ta cần phải có ở đây tức là gì ạ? Chúng ta sẽ cần phải có doanh thu đúng không ạ? Có đơn đặt hàng. Thế nên là cái bước đầu tiên đối với bất kỳ một cái doanh nghiệp nào thì chúng ta đều cần có phải có một cái khả năng để nhận hàng, nhận đơn đặt hàng của khách, rồi chúng ta phải biết quản lý được tồn kho, và tiếp đến thì chúng ta sẽ cần phải nắm bắt được cái năng lực quản lý tiến độ sản xuất của chúng ta. Thì đối với cả những cái yêu cầu cơ bản của doanh nghiệp này thì hiện tại những cái phương án mà những cái phần mềm có thể hỗ trợ chúng ta, ví dụ như là quản lý bán hàng hay là quản lý tồn kho và cũng như là quản lý tiến độ sản xuất,
Và sau khi chúng ta đã có được cái doanh thu ở cái bước đầu tiên này rồi, và cái giá thành của cái bước đầu tiên này thì thường những cái doanh nghiệp như thế này thì chúng ta sẽ tính theo một cái là giá thành tổng, tức là tổng chi phí có thể là chia bình quân cho tất cả các cái sản phẩm mà chúng ta đã sản xuất ra. Thì sau khi mà có cái bước đầu tiên này thì chúng ta sẽ tiến đến cái bước thứ hai, tức là nếu mà có được thì chúng ta sẽ rất là tốt, đúng không? Thì sau khi có được doanh thu rồi thì chúng ta bắt đầu mới quan tâm đến cái gì ạ? Chúng ta sẽ quan tâm đến cái lượng dùng đối với cả đối với cả sản phẩm, hay là những cái chi phí gia công, hay là chi phí phân bổ sản xuất. Thì ở cái bước tiếp theo thì chúng ta sẽ cần phải có những năng lực như thế nào? Chúng ta cần phải có khả năng lên kế hoạch sản xuất. Rồi tiếp đến là kế hoạch quản lý kho, chúng ta có thể lên được cái kế hoạch, tức là thu mua theo tồn kho an toàn hay không. Rồi tiếp đến sẽ là quản lý cái POM, tức là cái kết cấu của sản phẩm, đúng không? Sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay làm ra thì cần phải có những nguyên vật liệu nào, hay là có những cái chất nào để có thể tạo ra được cái nguyên vật liệu. Thì cái phương án quản lý cần thiết ở cái thời điểm này của doanh nghiệp chúng ta sẽ cần là gì? Cần có cái phần mềm, có cái sự hỗ trợ đến để chúng ta có thể quản lý được lượng dùng sản xuất, rồi cũng như là MRP để đi tính được kế hoạch nguyên vật liệu. Và tiếp đến là chúng ta sẽ có một cái kế hoạch tồn kho và chuẩn bị nguyên vật liệu. Sau khi chúng ta đã có hết tất cả những cái dữ liệu ở phía trước như thế này thì chúng ta sẽ tiến hành đi đến tính giá thành chính xác của lệnh sản xuất, đúng không ạ? Thì đối với cả một bất kỳ một cái doanh nghiệp sản xuất nào ấy thì hiện tại chúng ta đều đi tính cái giá thành theo là giá thành lệnh sản xuất, tại vì lệnh sản xuất là một cái giá thành cho chúng ta một cái nhìn khách quan và chính xác nhất về cái giá thành của một sản phẩm. Thì chúng ta sẽ cần phải biết được cái giá thành chi tiết của lệnh sản xuất và cũng như là năng lực báo giá, tạo ra cho chúng ta một cái năng lực báo giá chính xác. Thì cái phương án ở đây chúng ta cần có là gì? Chúng ta sẽ cần có phần quản lý giá thành và những cái báo cáo tài chính về phía sau. Thì nếu mà một doanh nghiệp đã có những cái bước chuẩn bị đầu tư, những cái bước chuẩn bị rất là tốt ở bước thứ nhất và bước thứ hai, thì chúng ta sẽ tiến đến cái bước thứ ba là sao ạ? Chúng ta bắt đầu sẽ có những năng lực cạnh tranh, chúng ta sẽ muốn cạnh tranh với những doanh nghiệp cùng ngành hàng, đúng không ạ? Để chúng ta làm sao có được cái năng lực tốt hơn, tức là cùng một khách hàng nhưng mà khi mà nói đến sản phẩm của chúng ta thì họ thường sẽ đặt niềm tin và sẽ muốn là có thể là giao dịch với chúng ta. Vậy thì chúng ta sẽ cần làm gì ở bước này? Bước này chúng ta có thể thông qua cái việc quản lý giá thành toàn xưởng. Từ đó thì chúng ta sẽ nâng cao được cái năng lực sản xuất. Chúng ta sẽ biết được giá thành gia công của từng công đoạn sản phẩm sản xuất là gì. Rồi kiểm soát được chất lượng sản phẩm. Thì để có mang cái tính cạnh tranh cho chúng ta so với những đối thủ khác. Vậy thì cái phương án chúng ta cần có ở đây là gì? Có thể thông qua hệ thống MCES quản lý sản xuất, hay là chúng ta có thể đến từ việc tích hợp cái thiết bị ở dưới hiện trường. Rồi tiếp đến là chúng ta sẽ cần phải kiểm soát được chất lượng sản phẩm. Và ở đây thì hiện tại thì chúng ta những công cụ này thì giúp chúng ta sẽ tạo ra được những cái lợi thế cạnh tranh, đúng không ạ? Và sau khi chúng ta đã đánh giá được cái doanh nghiệp của chúng ta hiện tại là đang ở bước nào, hay là ở cái giai đoạn nào, và cũng như là những cái năng lực chúng ta hiện đang có và chúng ta muốn là chuyển đổi theo như thế nào, thì chúng ta sẽ có thể tự đánh giá được cái doanh nghiệp của mình. Và cái vấn đề tiếp theo thì để hiểu rõ hơn về tồn kho, công nợ cũng như giá thành ảnh hưởng đến như thế nào đến thể chất của một doanh nghiệp, thì chúng ta phải hiểu rõ được cái bản chất của việc quản lý cũng như vận hành doanh nghiệp. Thì có phải là trong các anh chị ở đây, có thể là các anh chị quản lý cũng đã có rất là nhiều lần nhìn những cái kết quả kinh doanh của công ty mình, đúng không ạ? Thế nhưng mà rõ ràng báo cáo kinh doanh thì là chúng ta đưa ra một con số là chúng ta có lãi, thế nhưng mà chúng ta lại không thấy được cái lượng tiền mặt ở đâu cả. Tiền mặt ở đây có thể là tiền mặt ở công ty, rồi cũng có thể là tiền ở trong các cái tài khoản thanh toán ở ngân hàng, đúng không? Thế vậy thì cái số rõ ràng là chúng ta có lãi như vậy, thế nhưng mà không có tiền mặt, thì vậy thì cái tiền này của chúng ta đã hao hụt đi đâu, đúng không ạ? Chúng ta làm thế nào để có thể biết được cái việc này và chúng ta có thể dự phòng được cái việc này hay không? Rồi tiếp đến thì chúng ta làm sao để có thể cải thiện được cái vòng quay của cái tiền mặt? Như các anh chị đã biết thì vòng quay tiền mặt là cái công thức được tính dựa trên cái số ngày của khoản phải thu cộng với số ngày nắm giữ hàng tồn kho và trừ đi cho các cái khoản phải trả. Thì đây chính là thời gian mà để cần thiết để cho công ty có thể xuất hàng và thu hồi công nợ. Do đó thì cái số ngày mà vòng quay tiền mặt này càng ngắn thì sẽ tạo ra cho doanh nghiệp của chúng ta cái ưu thế càng lớn, đúng không ạ? Đến đây thì mọi người có thể có một chút mơ hồ, nhưng mà tôi sẽ giải thích tiếp ở trong những cái phần tiếp theo. Và cái câu hỏi của chúng ta ở đây, mọi người có thể nghĩ là cái lợi nhuận của chúng ta thì có bằng doanh thu trừ đi cho giá thành hay không, đúng không ạ? Tiếp đến cái phần tiếp theo thì để hiểu rõ hơn thì chúng ta sẽ cần phải quan tâm đến cái khái niệm là chu kỳ kinh doanh và dòng tiền. Vậy thì chu kỳ kinh doanh và dòng tiền có quan hệ như thế nào, đúng không? Để nắm bắt được cái dòng tiền từ chu kỳ kinh doanh thì chúng ta có thể thấy được chu kỳ kinh doanh thì trên thực tế nó chính là từ cash to cash,
Tức là sao ạ? Tức là khi mà một doanh nghiệp chúng ta bỏ tiền ra để mua nguyên vật liệu về để làm chuyển thành hàng tồn, đúng không? Và sau khi có hàng thì chúng ta sẽ dựa vào những cái đơn đặt hàng để đi tiến hành chuyển đổi hàng tồn thành từ nguyên liệu, từ bán thành phẩm chuyển lên thành thành phẩm. Và thành phẩm, sau khi chúng ta có thành phẩm thì chúng ta sẽ tiến hành bán hàng và thu hồi công nợ. Lên công nợ xong chúng ta sẽ thu hồi về thành tiền mặt, đúng không? Thì đây chính là một cái vòng từ cash to cash. Vậy thì thời gian từ cash to cash càng ngắn, tức là cái chu tiền dòng, cái chu kỳ dòng tiền này của chúng ta đang ở cái trạng thái quay vòng là rất tốt. Điều đó thì sẽ đem lại cho chúng ta được cái nguồn lực hỗ trợ trong việc vận hành doanh nghiệp. Và để hiểu rõ hơn thì tiếp đây thì tôi sẽ phân tích thêm để thấy mức độ ảnh hưởng của cái tồn kho và quản lý công nợ trong chu kỳ kinh doanh đối với cả dòng tiền. Thì như anh chị có thể nhìn thấy ở trên cái biểu đồ này thì cái chu kỳ dòng tiền của chúng ta thì chính là bằng thời gian tiêu thụ hàng tồn kho cộng với thời gian thu hồi công nợ và trừ đi cái thời gian thanh toán. Cái công thức này thì nó cũng tương đương với cái việc là chu kỳ kinh doanh của chúng ta trừ đi cho cái thời gian công nợ, giữa công nợ phải thu và công nợ phải chi. Nói một cách tóm gọn lại thì chúng ta có thể hiểu là chu kỳ dòng tiền sẽ là thời gian cần giữa quá trình tiền ra và tiền vào. Và nếu như chu kỳ này càng dài thì chứng tỏ là nhu cầu phải vay vốn của chúng ta từ bên ngoài sẽ càng lớn, đúng không? Và doanh nghiệp thì càng sẽ dễ xảy ra cái tình trạng là dòng vốn lưu động không ổn định. Còn với đối với cả cái chu kỳ kinh doanh thì nó chính là cái số ngày trung bình tính từ khi mà chúng ta dùng tiền để nhập hàng đến khi chúng ta bán nó ra thị trường và thu hồi công nợ. Thì cái chu kỳ này mà càng dài thì cho thấy tình trạng dòng vốn của chúng ta sẽ càng nhiều rủi ro. Thì như anh chị có thể nhìn vào cái sơ đồ ở trên đây thì chúng ta có thể thấy là khi chúng ta nhập hàng thì cái quá trình chúng ta cần làm tiếp theo là chuyển đổi hàng tồn xuống lệnh sản xuất rồi xuống nhập hàng để bán hàng. Và từ khi chúng ta bán hàng chúng ta sẽ chuyển đổi thành công nợ phải thu, đúng không? Chuyển đổi thành AR và tiến hành nhận thanh toán. Thì đối với cả nguyên vật liệu đầu vào nhập hàng xong, mọi người có thể nhìn thấy là khi mà mình nhập hàng thì mình sẽ cần phải thanh toán cho nhà cung cấp. Và cái thời gian mà thanh toán cho nhà cung cấp đến khi chúng ta nhận lại được cái khoản tiền này nó sẽ là thời gian làm sao để chúng ta có thể càng ngắn càng tốt, đúng không ạ? Khi mà chúng ta khi đi mua hàng thì chúng ta mong muốn là có thể là 30 ngày sau hay là 45 ngày hay là 60 ngày sau chúng ta mới phải thanh toán cái khoản tiền này. Nhưng mà khi mà chúng ta bán hàng thì chúng ta lại hy vọng là cái khoản tiền này chúng ta muốn nhận về nhanh, đúng không? Từ khi bán hàng có thể là hóa đơn chúng ta mở sau 7 ngày, 15 ngày chúng ta có thể thu về cái khoản tiền này. Thì đấy là một cái điều rất là tốt, đúng không? Làm sao chúng ta rút ngắn được càng ngắn càng tốt giữa cái khoản mà chúng ta phải thanh toán với cái khoản chúng ta phải thu này, thì nó sẽ càng tốt cho doanh nghiệp, đúng không? Nếu vậy thì như mọi người nhìn thấy ở đây, đúng không? Chúng ta sẽ chủ yếu sẽ yếu tố ảnh hưởng đến cái chu kỳ kinh doanh của chúng ta là gì? Chính là sản xuất giữa chuyển đổi hàng tồn, tức là phải chuyển đổi từ nguyên vật liệu thành thành phẩm, hoặc là chúng ta có thể nắm bắt được cái khoản phải trả, những cái công nợ phải trả rồi nắm bắt những cái công nợ phải thu để tính toán làm sao cho chúng ta có thể một cái vòng quay tốt nhất. Thì ở đây là thông qua chu kỳ kinh doanh để chúng ta có thể thấy được là cái việc mà hàng tồn kho với cả công nợ phải thu phải trả có ý nghĩa như thế nào đối với cả một doanh nghiệp. Rồi thì tiếp đến trước khi vào cái việc phân tích chính thì chúng ta sẽ cần nói qua một xíu cái định nghĩa về hàng tồn kho. Thì cái hàng tồn kho hiện tại thì được định nghĩa là gì ạ? Tức là những tất cả những cái tài nguyên mà phục vụ cho sản xuất và bán hàng. Thì khi mà chúng ta mua nguyên vật liệu chúng ta sẽ nhập nguyên vật liệu đầu vào, đúng không ạ? Sẽ có nhập nguyên vật liệu, thu mua nguyên vật liệu, rồi linh kiện bán thành phẩm. Tiếp đến chúng ta sẽ tiến hành mở công lệnh sản xuất. Và tiếp theo thì cái tồn kho của chúng ta sẽ được xem định dạng dưới là công sản phẩm dở dang. Và sau khi mà sản xuất được nhập kho thì chúng ta sẽ tiến hành bán hàng. Được. Thì tất cả những cái hình thái này ở trong kho hiện tại thì đều được định nghĩa chính là hàng tồn kho của chúng ta. Được không ạ? Và liên quan đến hàng tồn kho thì còn một cái chỉ số nữa mà chúng ta cần quan tâm thì đó chính là vòng quay của hàng tồn. Vòng quay của hàng tồn thì có ý nghĩa như thế nào đối với việc kinh doanh ạ? Thì nó chính là đại diện cho tính hiệu quả của một chu kỳ dòng tiền. Vậy thì số vòng quay một năm của hàng tồn sẽ cho biết là chúng ta có thể mang lại bao nhiêu cái vòng thu nhập, đúng không ạ? Cái số lượng mà cái vòng quay hàng tồn nó càng lớn thì điều chứng tỏ là trong một năm chúng ta cái vòng thu nhập của chúng ta càng nhiều, đúng không ạ? Thế nhưng mà đối với cả những cái ngành hàng khác nhau thì chúng ta có thể đánh giá chung cái vòng quay hàng tồn này được không ạ? Như tôi có một cái sample ở đây để cho mọi người có thể hình dung ra được cái việc vòng quay hàng tồn này nó khác nhau như thế nào. Đối với cả mọi người thì hiện tại mọi người có thể thấy là ở Sài Gòn hiện tại thì cái cửa hàng có một cái cửa hàng rất chi là nổi tiếng, đúng không? Cửa hàng bánh mì 362 này. Thì đối với cả cửa hàng bánh mì 362 này cái đặc thù là gì ạ? Tức là bán cái đồ ăn trong ngày,
đúng không ạ? Thế nên là cái hàng của những cái nguyên vật liệu cần để sản xuất cái bánh mì này của chúng ta có thể là nhập từ buổi ngày hôm trước, thậm chí là đến buổi sáng sớm của ngày chúng ta bán hàng, chúng ta mới cần nhập nguyên vật liệu. Và chúng ta sẽ cố gắng là bán hết trong ngày, hết những cái nguyên liệu mà chúng ta đã nhập vào và bán ra. Vậy thì hàng tồn của chúng ta chỉ trong một ngày, 1 đến 2 ngày là đã có thể hết cái lượng hàng tồn mà chúng ta nhập. Thế nhưng mà đối với cả một công ty sản xuất chẳng hạn, ví dụ như công ty sản xuất cổ phần thiết bị vệ sinh Khải Seja của Việt Nam, đây là một cái công ty cung cấp rất chi là đa dạng những cái ngành hàng liên quan đến nội thất cũng như là thiết bị vệ sinh, thì cái lượng hàng của công ty này tương rất là lớn, đúng không ạ? Và cái nguyên vật liệu nhập vào cũng tương đối là lớn. Chúng ta cần phải nhập rất là nhiều nguyên vật liệu để đi sản xuất ra, và chúng ta phải tích trữ đủ cái nguyên vật liệu để làm sao khi mà có một đơn hàng thì chúng ta sẽ có thể là giao hàng chính xác thời gian để đến cho nhà, cho khách hàng. Thế vậy thì chúng ta có thể nói là cái tiệm bánh mì này với cả cái công ty Khải Sa, cái công ty Seja của chúng ta có phải là có cái vòng quay hàng tồn giống nhau hay không ạ? Là không giống nhau, đúng không ạ? Thế là bởi vì là cái mặt hàng kinh doanh, cái ngành nghề khác nhau, cái đặc thù khác nhau, thế nên là chúng ta không thể nào so sánh, không thể nào so sánh bất kỳ cái vòng hàng tồn kho khác nhau. Chúng ta chỉ có thể so sánh với ai ạ? Chúng ta chỉ có thể so sánh với chính chúng ta, hoặc là so sánh cùng làm với những cái doanh nghiệp, những cái công ty mà trong cùng ngành hàng. Ví dụ như là ví dụ hôm nay tôi là công ty sản xuất thiết bị vệ sinh Seja, thì tôi có thể so sánh với những cái công ty cũng cùng làm sản xuất thiết bị vệ sinh, hoặc tôi có thể so sánh với chính tôi của cái ví dụ như là kỳ năm ngoái hay là những cái tháng trước đây, thì cái vòng tồn quay hàng tồn kho của tôi hiện tại có được cải thiện hay không, đúng không ạ? Thì ở đây ở phía trên thì tôi vừa mới giới thiệu với cả mọi người một số cái khái niệm, tức là trong cái quá trình mà chúng ta vận hành một doanh nghiệp thì chúng ta cần phải quan tâm. Và từ những cái mặt ảnh hưởng ở phía trước này thì chúng ta mới có thể tìm hiểu được tại sao cái ý nghĩa của cái việc quản lý tồn kho cũng như là quản lý công nợ và giá thành nó sẽ ảnh hưởng đến như thế nào, nó sẽ mang lại những cái hiệu quả như thế nào cho cái việc quản trị doanh nghiệp. Thì cái bước tiếp theo tôi sẽ đi vào chia sẻ chi tiết với cả mọi người về cái kinh nghiệm của chúng tôi sau khi đã trong rất nhiều năm hỗ trợ những doanh nghiệp chuyển đổi số, đúng không ạ? Thì tiếp theo chúng ta sẽ bàn đến phần quản lý tồn kho. Vậy thì quản lý tồn kho ở đây, khi mà chúng ta nói đến việc quản lý tồn kho thì có thể mọi người sẽ tưởng tượng là quản lý làm sao, quản lý nguyên vật liệu để ở đâu, hay là khi nào thì nhập vào, khi nào xuất ra, đúng không? Thế nhưng mà quản lý tồn kho ở đây chúng ta có thể là sẽ hiểu rộng ra là làm thế nào để chúng ta có thể quản lý toàn bộ cái quá trình từ nhận hàng, nhập hàng, quản lý kho rồi đến đầu ra, chất lượng của chúng ta. Vậy thì quản lý tồn kho chúng ta sẽ chia ra làm ba cái yếu tố chính, đúng không ạ? Cái thứ nhất là quản lý mua hàng, cái thứ hai là quản lý số lượng, và cái thứ ba là quản lý chất lượng. Chúng ta sẽ đi vào từng cái phần bí quyết này để xem là trong mỗi một cái bí quyết này thì chúng ta sẽ cần phải làm những cái gì, đúng không ạ? Đối với cả quản lý tồn kho thì chúng tôi có một cái câu slogan chính là vừa đủ. Vừa đủ tức là sao ạ? Vừa đủ tức là không thừa cũng không thiếu, khi nào sản xuất thì sẽ có nguyên vật liệu để sản xuất, và khi sản xuất xong thì bán hết hàng, chúng ta cũng vừa đủ, không còn lại những cái hàng tồn liên quan nữa. Thì đấy chính là một cái đích đến để khi mà chúng ta quản lý tồn kho, làm sao để chúng ta có thể là có số lượng vừa đủ, đúng không ạ? Ở trong cái phần quản lý mua hàng thì chúng ta sẽ cần phải hiện tại thì đối với cả những cái doanh nghiệp khi mà chúng tôi đi hướng dẫn thì chúng tôi sẽ khuyên là sẽ quản lý theo cái thể loại hàng tồn, tiếp đến là quản lý lượng tồn kho và lượng mua hàng, và tiếp đến sẽ là làm thế nào để theo dõi được cái thời gian nhập kho. Cái thể loại hàng tồn ở đây là cái gì anh chị có thể tiếp đến chúng ta sẽ tìm hiểu thêm, đúng không? Có thể là trong cái doanh nghiệp hiện tại, trong cái công ty hiện tại của anh chị có thể gặp rất nhiều vấn đề từ khi mà nghiệp vụ nhận được đơn đặt hàng của khách hàng. Thế nhưng mà đối với cả những cái sản phẩm này thì bên sản xuất đã trả lời mình có thể là cái thời gian giao hàng rất là lâu, đúng không? Thế thì vậy thì làm sao để chúng ta có thể trả lời được khách hàng cái thời gian giao hàng dự tính của chúng ta là khi nào? Rồi tiếp đến cái bộ phận chuẩn bị nguyên vật liệu, bởi vì cái khái niệm chúng ta chuẩn bị nguyên vật liệu từ trước tới giờ là chúng ta đều chuẩn bị theo đơn hàng, bởi vì khi có đơn hàng thì chúng ta mới bắt đầu đi tiến hành mua nguyên vật liệu, đúng không? Thế thì khi mà có đơn hàng, tức là có đơn gấp mà cần phải thực hiện trước, thì chúng ta cần phải làm thế nào? Hoặc là chúng ta gặp phải cái vấn đề là những cái nhà cung cấp của chúng ta thường là cái thời gian giao hàng sẽ rất là lâu và dài, thì chúng ta sẽ làm thế nào để có thể là chuẩn bị được kịp liệu đây? Rồi các sếp thì sẽ đau đầu về cái gì ạ? Các sếp như tôi vừa mới nói ở trên thì tức là làm thế nào để chuẩn bị vừa đủ được cái lượng nguyên vật liệu, đúng không ạ?
Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể tránh được cái tình trạng là khi mà sản xuất thì bắt đầu mới biết thiếu, và thật sự thì chúng ta cần, và khi cần thì không thể nào kiếm ra được, cái không cần thì có thể là ở dưới kho rất là nhiều, thế nhưng mà cái cần thì lại không thấy đâu, đúng không ạ? Vậy thì để giảm thiểu cái tình trạng này thì các vấn đề chúng ta có thể tự hỏi, có thể tự đưa ra những cái câu hỏi cho chính chúng ta bây giờ hiện tại trong cái phương pháp quản lý hiện tại. Thì đối với cả cái nguyên liệu sản xuất, sau khi sản xuất thì cái doanh thì nguyên liệu này có được chúng ta tái sử dụng hay không, hay là có thể bán được cho những cái nguyên liệu có những cái công ty khác hay không, đúng không? Và nguyên liệu sản xuất thì chỉ dùng cho những cái sản phẩm đặc thù, hay là cái nguyên liệu này chúng ta có thể dùng cho toàn bộ cái sản phẩm ở trong công ty. Rồi tiếp đến khi mà chúng ta khi mà đi sản xuất ấy, thì như mọi người biết là chúng ta khi mà đi vào sản xuất hàng loạt thì cái chúng ta cần quan tâm là cái gì ạ? Là cái chất lượng quản lý của đầu ra, đúng không? Vậy thì cái quá trình mà khi chúng ta đi sản xuất, chúng ta có lưu lại cái công thức chúng ta đã làm là cái gì hay không? Cái nguyên vật liệu, cái tỷ lệ nguyên vật liệu chúng ta có dùng là như thế nào, chúng ta có ghi lại hay không ạ? Đúng không ạ? Thì ở đây là những cái câu hỏi mà chúng ta sẽ cần đặt ra cho cái cách phương cách quản lý hiện tại. Thì vậy thì để chúng ta có những cái cách ứng biến nào đối với cả những cái phần này thì chúng ta sẽ xem tiếp những cái phần tiếp theo hả. Đầu tiên để nói về nguyên vật liệu thì hiện tại cái cách quản lý nguyên vật liệu theo cái góc nhìn cũ của thế hệ cũ ấy, thì chúng ta sẽ thường là nguyên vật liệu chúng ta sẽ chia ra làm 3 phần, theo là vật liệu thô hay là ngũ kim hoặc là những cái linh kiện mà chúng ta dùng để ép nhựa, đúng không, để phun. Thế nhưng mà đối với cả cái quy trình sản xuất mới thì ở bọn chúng tôi thường là khuyên những cái nhà quản lý thì sẽ là chuyển đổi, đưa ra cái cách nghĩ khác về cái việc chuẩn bị nguyên vật liệu. Tức là sao? Cái nguyên vật liệu này chúng ta sẽ chia nó theo nhóm, theo cái góc độ của vòng quay hoàn tồn. Từ nguyên vật liệu chúng ta sẽ chia làm 5 nhóm chính. Cái nhóm đầu tiên là vật liệu chuyên dùng, vật liệu chủ yếu, rồi thì có vật liệu thời gian giao hàng dài hay là thời gian giao hàng ngắn, và cũng như là vật liệu thường dùng. Thì đối với 5 cái nguyên liệu này trong cái công ty sản xuất của chúng ta, nó là đại diện cho những cái nguyên liệu đặc tính như thế nào thì tôi sẽ giới thiệu tiếp ở cái phần tiếp theo. Ở đây thì mọi người có thấy ở đây của tôi đã như tôi phân tích thì chúng tôi phân ra làm 5 phần chính. Thứ nhất là phiên nguyên vật liệu chuyên dùng. Nguyên vật liệu chuyên dùng là nguyên vật liệu như thế nào ạ? Nguyên vật liệu chuyên dùng là nguyên vật liệu mà chúng ta thường thì sẽ theo một số cái đơn hàng đặt hàng rất là đặc biệt của khách hàng, đúng không? Ví dụ như hôm nay mọi người có thể ví dụ như hôm nay mình muốn gia công chẳng hạn như là cái ly nước, bây giờ mọi người hay hay mua đi, đúng không, để mang nước đến đến công ty, đến văn phòng để uống ấy. Thì bây giờ hôm nay công ty của mình có chẳng hạn như là mình có một cái buổi lễ gì đấy mà mình đặt hàng để mình đi sản xuất để tặng cho những cái khách hàng chẳng hạn. Thì đối với cả những cái công ty sản xuất, mình có một số cái yêu cầu đặc biệt đối với cả cái sản phẩm này. Thì như vậy thì quay ngược lại thì cái công ty mà sản xuất những cái ly nước này nhận được những cái yêu cầu đặc biệt, và người ta sẽ đi theo cái yêu cầu đặc biệt là cái đơn hàng này của mình và xuống đi thu mua những cái nguyên vật liệu cần tương ứng, đúng không ạ? Thì ở đây chính là cái nguyên vật liệu chuyên dùng và cái phần mà dữ liệu chúng ta có thể tham khảo, bởi vì cái đơn đặt hàng theo yêu cầu này thường thường nó không nhiều, đúng không? Thì chúng ta có thể cái nguồn mà chúng ta tham khảo cái việc đi thu mua cái nguyên liệu này, chúng ta có thể tham khảo đến từ đơn hàng. Tiếp đến là nguyên vật liệu chủ yếu. Thì nguyên vật liệu chủ yếu là nguyên vật liệu như thế nào ạ? Nguyên vật liệu chủ yếu là nguyên vật liệu mà chúng ta đối với cả công ty của chúng ta thì hầu như hết những cái sản phẩm đều dùng tới, và nó là sản nguyên vật liệu chính để đi sản xuất. Nếu mà thiếu hụt cái nguyên vật liệu này thì chúng ta sẽ không thể tiến hành sản xuất được, thì dẫn đến là cái việc trễ rồi không thể sản xuất đúng hạn, đúng không ạ? Thì cái nguồn mà để chúng ta tham khảo để đi thu việc cái thu mua được cái nguyên liệu này thì chúng ta sẽ đến từ cái sale forecast, chính là cái đơn dự cáo bán hàng của có thể là của bên nghiệp vụ, hoặc là cũng có thể là đến chính từ những cái yêu cầu của những cái anh chị quản lý, đúng không ạ? Tiếp đến chúng ta sẽ có một cái tiếp đến một cái loại hình nữa của vật liệu là vật liệu thời gian dài, thời gian giao hàng dài. Thì vật liệu có thời gian giao hàng dài thì nó có thể là một cái vật liệu, nó không phải là đơn đặt hàng nào cũng cần đến, hoặc là nó có thể là có cái sự thay thế trong cái việc quản trong cái việc sản xuất. Có thể là nếu mà tốt nhất thì tôi có thể là mua được của cái nguyên vật liệu của công ty A, thế nhưng mà nếu mà không có thì tôi cũng có thể thay thế từ một cái công ty B chẳng hạn. Thế nhưng mà bởi vì cái thời gian mua hàng của cái nguyên vật liệu này nó tương đối là dài, nó có thể là kéo dài lên tới 30 ngày hoặc thậm chí là hơn. Thì để làm sao chúng ta tham khảo để cái việc chuẩn bị nguyên vật liệu của chúng ta không bị ngắt quãng thì cũng sẽ đến từ cái đơn dự cáo bán hàng của bên sale, đúng không ạ? Cái sale forecast. Rồi,
Tiếp đến cái chúng ta sẽ chia cái nguyên vật liệu theo cái thời gian giao hàng nữa là thời gian giao hàng ngắn. Đối với những cái nguyên vật liệu nào mà chúng ta có thể là chỉ mất 3 ngày, 5 ngày là chúng ta đã có thể từ lúc chúng ta xuống đơn thu mua là chúng ta đã có thể có hàng tới xưởng rồi. Thì chúng ta sẽ là quy định nó vào cho nó thành cái phần là vật liệu thời gian giao hàng ngắn. Và tiếp đến thì cái thời gian giao hàng ngắn này thì chúng ta cũng sẽ có thể dựa vào đơn hàng. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó là thời gian giao hàng ngắn, thế là chúng ta không mất quá nhiều thời gian để phải chờ nguyên vật liệu. Thì chỉ cần khi nào mà có đơn hàng thật sự của khách hàng thì chúng ta mới cần phải tiến hành thu mua nguyên vật liệu thôi. Được không ạ? Và tiếp đến thì sẽ là cái vật liệu thường dùng. Thì vật liệu thường dùng ở đây mọi người có thể hiểu được là những cái nào mà chúng ta hay dùng. Nó có cái số vòng quay tồn kho ít hơn 3 lần. Hoặc là mọi người có thể hiểu đơn giá thấp hoặc là thời gian giao hàng lâu và cái mức tiêu thụ của nó ở một cái mức ổn định. Thì chúng ta cũng có thể là để tiến hành một cái điểm thiết lập bổ sung. Tức là sao ạ? Ví dụ như là tôi có thể thiết lập điểm tồn kho an toàn. Ví dụ như là ngày hôm nay cái nhu cầu của tôi khi nào mà xuống dưới 1.000 cái ở trong kho thì tôi sẽ đi tiến hành thu mua. Đúng không ạ? Thì ở đây chính là chúng ta có thể thiết lập một cái điểm bổ sung. Và tất cả những cái nguyên vật liệu ở trên thì nó không bao gồm cho cái cách mà chúng ta chuẩn bị theo cái nguyên vật liệu chiến lược. Đúng không ạ? Bởi vì nguyên vật liệu chiến lược thì nó sẽ bị ảnh hưởng bởi vì giá cả quốc tế hoặc là theo những cái biến động của tỷ giá hối đoái. Thế là không, chúng ta sẽ không tham khảo những cái nguyên vật liệu kiểu như thế vào trong cái phần này. Và sau khi ở phía trên thì chúng ta đã phân loại được nguyên vật liệu, vậy thì chúng ta có thể thông qua các cái công cụ để đi thông tin hóa dữ liệu. Từ đó có thể giúp chúng ta có thể quản lý liên kết, kiểm soát những quy trình phía sau cũng như giúp chúng ta đưa ra được những cái phân tích cần thiết. Thì như các anh chị thấy ở đây thì chúng ta có một cái màn hình nhập liệu đúng không? Nếu ngày hôm nay chúng ta có thể duy trì được chi tiết đối với cả cái nguyên vật liệu này lên trên hệ thống thì sau này hoàn toàn những cái báo biểu, những quy trình phía sau chúng ta có thể kiểm soát cũng như đưa ra cho chúng ta được những cái báo cáo liên quan. Ví dụ ở đây chúng ta ngoài cái việc duy trì tên sản phẩm đúng không ạ? Hay là quy cách sản phẩm rồi thì chúng ta ở đây có thể duy trì những cái gì ạ? Duy trì ví dụ như là cái số ngày chúng ta mua hàng cần thiết, rồi số ngày giao hàng cần thiết từ nhà cung cấp đưa đến cho chúng ta, rồi chúng ta cũng có thể thiết lập cái điểm bổ sung thấp nhất, thì hoặc là những cái điểm bổ sung lãnh dùng. Ở đây tại sao lại có những cái điểm bổ sung thấp nhất như thế này? Mọi người có tưởng tượng bây giờ như chúng ta khi mà đi mua nguyên vật liệu ấy, thì thường nhà cung cấp sẽ thảo luận với chúng ta, deal với chúng ta với một cái mức là ví dụ mỗi một lần anh xuống đơn thu mua cho tôi, cái số lượng thấp nhất là bao nhiêu thì tôi sẽ cho anh một cái giá tốt nhất. Thế thì vậy thì chúng ta nếu mà đã deal được với cả nhà cung cấp có một cái số như thế này thì chúng ta có thể hoàn toàn có thể duy trì lên trên hệ thống. Và sau này khi mà chúng ta khi đi tiến hành thu mua ấy thì hệ thống sẽ mặc định và đưa ra giúp chúng ta cái số lượng mà chúng ta cần để có thể có được cái giá thấp, có được cái giá thu mua tốt nhất. Đúng không ạ? Hoặc là cái số lượng, số lô lãnh dùng này trong cái quá trình sản xuất. Ví dụ như là cái nguyên vật liệu này khi mà chúng ta đi tiến hành phát nguyên vật liệu, chúng ta lúc nào cũng sẽ phải phát là phát theo một ký một. Hay là phát theo, ví dụ như là chúng ta có thể là đi có những cái hộp sơn chẳng hạn. Khi mà đi sơn thì chúng ta không thể nào mà đong đo đếm cực kỳ là chi tiết, và chúng ta sẽ phát từng hộp cho giới hiện trường để người ta đi sản xuất. Thì vậy thì khi mà đi phát liệu, tiến hành phát liệu thì chúng ta có thể tiến hành là tôi cái số lô tôi phát ít nhất có thể là 1 kg hoặc là một hộp sơn. Để làm sao ạ? Để tránh cái trường hợp nhân viên của mình có thể là duy trì sai, đúng không ạ? Hoặc là cái dữ liệu mà đưa ra tham khảo có thể để cho mình biết được là đối với cái nguyên vật liệu này, cái quá trình mình cần phát nguyên vật liệu nó phải là số lượng ít nhất là bao nhiêu. Thì ở đây là chúng ta hoàn toàn có thể duy trì dựa vào những cái dữ liệu hiện có để duy trì lên trên, và thông qua những cái chương trình để có thể số hóa được những cái thông tin này, đúng không ạ? Và cũng như tôi vừa mới nói ở trên thì chúng ta sẽ phân nó thành 5 loại chính. Thì ở đây chúng ta cũng có thể đi duy trì là cái ngày hôm nay cái nguyên vật liệu này của chúng ta là thuộc cái loại nguyên vật liệu nào, đúng không ạ? Và ở phía dưới thêm vào đấy thì như tôi có nói, tức là mình cũng có thể đi thiết lập cái điểm bổ sung, cái lượng tồn kho an toàn cho cái nguyên vật liệu này. Thì khi mà những cái người quản lý kho mà họ muốn xem được là trong kho của tôi hiện tại có bao nhiêu nguyên vật liệu đã ở dưới cái điểm tồn kho an toàn và tôi cần phải tiến hành thu mua ngay, thì chúng ta sẽ hoàn toàn có thể từ hệ thống có thể đưa ra cho chúng ta được những cái báo biểu liên quan, đúng không ạ? Thì ở đây nếu mà chúng ta có được những cái phần mềm để có thể số hóa được những cái con số cụ thể của chúng ta trong cái quá trình hoạt động thì nó sẽ giúp ích cho chúng ta trong sau này trong cái việc kiểm soát và cũng như tạo ra cho chúng ta những cái báo biểu, những cái nguồn tham khảo rất chi là hữu ích, đúng không ạ? Tiếp đến thì đối với cả một cái hệ thống mà quản lý tồn kho hiệu quả thì chúng ta sẽ cần phải có cái gì ạ?
chúng ta cần phải đưa ra được cái chi tiết, được cái kế hoạch sản xuất, đúng không ạ? Hôm nay đơn đặt hàng của chúng ta đến, thế vậy thì đơn đặt hàng của chúng ta cần những sản phẩm như thế nào, số lượng là bao nhiêu, khi nào thì chúng ta có thể mở đơn sản xuất, đúng không? Tồn kho chúng ta có bao nhiêu và bây giờ chúng ta cần phải mở là bao nhiêu? Thì về cơ bản sẽ phải đưa ra cho chúng ta một cái kế hoạch quản lý sản xuất, tức là theo dựa vào số lượng, mọi người có thể dựa vào số lượng của đơn đặt hàng. Rồi tiếp đến tôi sẽ tham khảo là cái số lượng hiện có của tôi là đến từ kho nào, hay là tôi muốn đi xem cho những sản phẩm nào. Và từ những cái dữ liệu mà mình đã có hiện hữu thì hệ thống sẽ đưa ra cho được mình những cái báo biểu có thể khuyên mình là à, khi nào thì mình sẽ cần phải xuống công lệnh và khi nào thì cái công lệnh này có thể sản xuất và số lượng sản xuất là bao nhiêu. Số lượng sản xuất này hệ thống đã hiện tại đã tham khảo những cái dữ liệu liên quan như thế nào, ví dụ như là dữ liệu tồn kho hay là từ dữ liệu thu mua, tất tần tật những cái dữ liệu liên quan thì đều có thể tham khảo và đưa ra được cho chúng ta được một cái bảng gọi là khuyên chúng ta khi nào thì nên xuống một cái công lệnh sản xuất. Thì ở đây là đối với phần công lệnh sản xuất, tiếp đến thì chúng ta cũng có những cái bảng có thể tương tự là khuyên chúng ta khi nào thì nên thu mua, đúng không? Cái mục đích của cái việc mà khuyên chúng ta thu mua này thì để tránh được cái tình trạng mà chúng ta bị một cái lưu kho không cần thiết, đúng không? Khi mà nguyên vật liệu chưa cần dùng tới mà chúng ta cứ đi thu mua thì nó sẽ thành một cái, khi mà về thì nó sẽ thành một cái tồn kho lãng phí không cần thiết, đúng không ạ? Thế là ở đây thì hệ thống sẽ cũng sẽ cần phải đưa ra được cho chúng ta những cái bảng khuyên chúng ta thu mua, khi nào thì xuống đơn thu mua và khi nào thì hàng sẽ về đến xưởng, đúng không ạ? Tiếp đến thì đối với cả một cái hệ thống quản lý mà tồn kho tối ưu thì chúng ta cũng sẽ cần phải biết được cái mô phỏng được cái quá trình lãnh dùng nguyên vật liệu của chúng ta để cho chúng ta có thể biết được là à, cái số dư hiện tại, cái số lượng tồn kho hiện tại là bao nhiêu, rồi thì trong cái toàn bộ cái quy trình khi nào sẽ lãnh, khi nào sẽ sản xuất, rồi khi nào sẽ nhập kho thì sẽ hiện thị cho chúng ta ở đây để cho chúng ta có một cái dữ liệu tham khảo, đúng không? Để nắm bắt tình hình và tạo lên cái dữ liệu tham khảo cho các cái bộ phận liên quan. Ví dụ hôm nay công ty sản xuất một cái những cái sản phẩm hoặc là thu mua những cái nguyên vật liệu rất chi là lớn, thì nếu mà có được cái bảng này thì chúng ta có phải là có thể dự có thể đơn giản nhất là chúng ta có thể như là dành ra cái không gian ở dưới kho, đúng không, để nhận hàng hay là để cho sản xuất xong chúng ta có thể là để hàng được hay không, đúng không ạ? Thì ở phía trên là những cái phần liên quan đến quản lý tồn kho mà chúng ta cần phải quan tâm về mặt thu mua. Thì tiếp đến chúng ta sẽ cần phải quan tâm đến mặt về mặt số lượng. Thì quản lý tồn kho chúng ta sẽ quan tâm về số lượng thì chúng ta sẽ dựa theo những cái gì ạ? Đầu tiên là chúng ta phải dựa vào quản lý BOM, đúng không? Cấu trúc sản phẩm. Chúng ta phải rõ ràng được rằng ngày hôm nay sản phẩm của chúng ta gồm kết cấu gồm những nguyên vật liệu nào, cấu thành, đúng không ạ? Và tiếp đến thì sẽ cần phải quản lý được số lượng tồn kho ở trong kho cũng như xuất kho. Ở trong kho cũng như xuất kho quản lý đối với cả quản lý số lượng tồn kho là như thế nào ạ? Ở trong kho thì chúng ta sẽ cần có thể là đi làm kiểm kê định kỳ, hoặc là chúng ta có thể như là định kỳ để đi chọn nguyên vật liệu ra để đi kiểm kê. Rồi khi mà xuất kho thì tất cả những cái biến động xuất kho chúng ta đều cần phải ghi nhớ ở trên hệ thống, đúng không? Phải rõ ràng ngày hôm nay là xuất hàng bán hay là xuất hàng hàng mẫu hay là mang hàng đi sửa, đúng không ạ? Và tiếp đến đối với cả phần sản xuất thì chúng ta cũng cần phải theo dõi quản lý được cái tồn kho của cái sản phẩm dở dang, đúng không? Sản phẩm dở dang thì có ở trong xưởng hoặc là chúng ta ủy thác gia công ở ra bên ngoài. Rồi, đầu tiên thì tôi sẽ chia sẻ về cái việc mà chúng ta thiết lập cái cấu trúc sản phẩm, đúng không? Đối với cả một công ty sản xuất thì cái mà chúng ta cần quan tâm là cái gì ạ? Là cái sản phẩm của chúng ta, đúng không? Cái chất lượng sản phẩm của chúng ta. Vậy thì chất lượng sản phẩm và cái lượng dùng nguyên vật liệu của chúng ta đến từ đâu? Chính là đến từ cái việc chúng ta có thể thiết lập được cái dữ liệu lượng dùng, cái kết cấu sản phẩm hay không? Ở đây chúng ta có thể thấy ở phía trên chúng ta có thể quy định được sản phẩm của chúng ta là cái gì, và ở phía dưới chúng ta sẽ duy trì cái sản phẩm này sẽ bao gồm những cái nguyên vật liệu nào, những cái lượng dùng là bao nhiêu, đúng không ạ? Thì từ cái việc mà duy trì cái kết cấu sản phẩm này thì ở phía sau sẽ giúp chúng ta theo dõi được những cái tồn kho liên quan, đúng không ạ? Ở đây mọi người sẽ thấy nếu mà khi mà chúng ta có cái đã có một cái kết cấu sản phẩm rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào cái kết cấu sản phẩm này để đi xem được cái lượng tồn kho, tồn đọng kho đối với cái những cái thằng nguyên vật liệu liên quan, đúng không ạ? Nếu chẳng hạn như cái nguyên vật liệu ngày hôm nay của chúng ta có thể thay thế và cái linh kiện mà cái nguyên vật liệu chúng ta thay thế đã bị ứ đọng rất là lâu rồi, vậy thì chúng ta có thể thay thế để dùng những cái nguyên vật liệu mà bị ứ đọng kia trước
cái thời gian ứ động dài trước hay không, và những cái nguyên liệu mới thì chúng ta có thể dành cho những cái công lệnh phía sau để đi sản xuất, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta có thể dựa vào BOM để đi xem xét đến cái phần này. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ xem xét đến cái việc là kiểm soát xuất nhập kho. Tất cả những cái kiểm soát xuất nhập kho ở trên hệ thống hiện tại thì cần đều phải được ghi lại ở trên hệ thống. Tất cả những cái quy trình liên quan đến biến động tồn kho hiện tại thì đều cần phải được ghi lại trên hệ thống. Từ việc chúng ta thu mua nguyên vật liệu, rồi chúng ta lãnh nguyên vật liệu, cho đến việc chúng ta nhập kho, sau đó bán hàng, hoặc là chúng ta có những cái việc mà lãnh dùng riêng, đúng không? Thì đều cần phải được ghi lại ở trên hệ thống. Và để so sánh làm sao ạ, đến cái số lượng cuối kỳ khi mà chúng ta đi kiểm kê, thì giữa cái sổ sách ở thực tế ở hiện trường so với cái sổ sách chúng ta quản lý có đồng nhất hay không? Nếu mà ngày nay xảy ra cái việc chênh lệch thì chúng ta có thể quay lại đi tìm lại cái nguyên nhân, đúng không ạ? Tiếp theo thì sẽ tôi sẽ chia sẻ một chút về cái phần mà quản lý sản xuất dở dang, đúng không? Ở rất nhiều công ty hiện tại thì đối với cả khi mà chúng ta đã cho đi theo công đoạn sản xuất, có những cái công đoạn khi mà chúng ta trừ từ lúc đầu vào đến lúc đầu ra thì chúng ta hoàn toàn không biết được là trên cái dây chuyền hoặc là trên cái công đoạn của chúng ta đã xảy ra những cái việc như nào. Chúng ta đã cho nguyên vật liệu vào bao nhiêu, ra bao nhiêu, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta không thể biết được là trong cái công đoạn này thì cái số lượng đã lỗi là bao nhiêu, hay là những cái dữ liệu liên quan. Thì hiện tại đối với cả một cái phần để có thể quản lý cái dở dang này thì chúng ta sẽ cần có những cái gì ạ? Sẽ cần phải có cái công việc là check in. Check in tức là sao ạ? Check in tức là khi ngày hôm nay tôi bắt đầu vào trạm sản xuất thì tôi sẽ đi duy trì là số lượng tôi đã vào là bao nhiêu, thời gian dự kiến rồi thời gian vào là bao nhiêu, đúng không? Ghi lại tất cả những cái dữ liệu liên quan đến cái trạm này và tiến hành check in. Và khi sản xuất xong thì chúng ta sẽ cần làm check out. Và check out này thì sẽ ghi lại cái gì ạ? Ghi lại số giờ công, ghi lại số giờ máy. Cái việc ghi lại giờ công, giờ máy thực tế này để làm gì ạ? Để sau này khi mà chúng ta đi tiến hành những cái phần phía sau, ví dụ như là giá thành, thì chúng ta sẽ có một cái dữ liệu tham khảo chính xác, đúng không ạ? Đồng thời và thông qua cái việc mà duy trì ở trên hệ thống thì chúng ta có thể ghi lại được những cái tình trạng ngoại lệ, đúng không ạ? Có thể xuất hiện những cái lỗi như thế nào ở trong cái quá trình chúng ta sản xuất. Thì đây là cái việc mà check out. Rồi thì tiếp đến thì đối với cả khi mà chúng ta đã thực hiện cái công việc check in, check out thì hoàn toàn chúng ta đều có thể checking được cái việc là đối với một tất cả những cái công lệnh chúng ta sẽ số lượng cần lãnh là bao nhiêu, số lượng đã lãnh và số lượng chưa lãnh, chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được cái việc này. Và tiếp đến thì đối với cả cái phần gia công thì có thể là ở trong xưởng hoặc là ủy thác thì chúng ta đều phải cần phải có những cái dữ liệu, có những cái bảng theo dõi rất là rõ ràng để cho chúng ta nắm bắt được là cái tiến độ chúng ta đang hiện tại đang gia công là bao nhiêu, đến đâu rồi, đã hoàn thành là bao nhiêu, đang gia công là bao nhiêu, hoặc là có thể tạm ngưng là bao nhiêu, hoặc là có công đoạn nào đang bị dừng hay không, chúng ta đều cần phải nắm bắt được những cái phần này, đúng không ạ? Và tiếp đến trong cái quản lý tồn kho này thì chúng ta sẽ cần phải quan tâm đến phần quản lý chất lượng nữa, đúng không ạ? Quản lý chất lượng, lượng ở đây thì mọi người có thể hình dung là quản lý chất lượng của chúng ta không chỉ là cái quy trình chúng ta khi mà sản xuất thì chúng ta phải đạt được những cái chất lượng như thế nào, mà cái quản lý chất lượng là chúng ta sẽ đứng từ cái góc độ là chúng ta nhìn vào cái thời gian lưu kho, cái thời gian mà chúng ta bị cái tuổi kho mà nó bị dài thì chúng ta cần phải đưa ra được những cái phương án như thế nào, đúng không ạ? Thì ở đây đối với quản lý tồn kho để liên quan đến phần chất lượng thì đối với cả một cái hệ thống hay tất cả cái phần mềm nào sẽ cần phải đưa ra được cho chúng ta những cái phân tích, ví dụ như phân tích thời gian lưu kho, phân tích tình trạng rớt giá lúc chúng ta lưu kho, hoặc là phân tích hàng kho tổng quát. Thì ở đây đối với cái phần này thì những cái báo biểu liên quan của một cái hệ thống quản lý thì chúng ta sẽ phải đưa ra được cái gì ạ? Đưa ra được bảng phân tích tuổi kho của hàng tồn, đúng không ạ? Chúng ta phải biết rõ được cái ngày cái hàng tồn hôm nay của chúng ta ở trong kho đã tồn đọng trong khoảng thời gian nào, 30 ngày, 60 ngày hay là 90 ngày. Những cái hàng này nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà sau này khi mà chúng ta có thể bán được tiếp tục hay không, hay là cần phải báo phế, hay là cần phải lãnh dùng để đi sản xuất lại, đúng không ạ? Tiếp đến chúng ta sẽ cần phân tích một cái tiếp theo là cái phần tồn đọng kho. Nếu mà cái ngày mọi người có thể tưởng tượng là đối với cả nguyên vật liệu khi mà chúng ta mua vào ấy, có những cái nguyên vật liệu nó liên quan đến như những cái chất hóa học chẳng hạn, thì cái thời gian mà chúng ta để ở dưới kho càng lâu thì có thể nó sẽ mất đi cái tính chất ban đầu của bản thân cái chất đấy, đúng không ạ? Vậy thì cái số ngày ứ động này có quan trọng không ạ? Số ngày ứ động này sẽ cực kỳ quan trọng. Chúng ta sẽ có thể nhìn vào cái phần ngày ứ động này để làm gì ạ? Để có thể đưa ra được những cái
phương pháp đối ứng. Ví dụ như cái nguyên vật liệu này tôi có thể bán đi không, tức là tôi mà không dùng nữa chẳng hạn, tôi có thể bán đi không, hay là bộ phận nghiên cứu có thể nghiên cứu làm thế nào để những cái công lệnh sản xuất mới đây sẽ lánh dùng những cái nguyên vật liệu mà đã có cái số ngày ứ động này quá là lớn hay không, đúng không? Hoặc là chúng ta có thể làm phân tích được là nếu một ngày ứ động này tại sao lại ứ động như vậy, thì chúng ta sẽ phân tích được là trong cái quá trình sản xuất có phải là đã xảy ra cái việc gì hay không, đúng không? Và tiếp đến thì chúng ta sẽ cần phải phân tích được cái tình trạng rớt giá của chúng ta. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nguyên vật liệu đã sản xuất vào trong kho hay là nguyên vật liệu dở dang hay là thành phẩm cũng tương tự. Khi mà chúng ta sản xuất vào, nhập vào kho thì đồng nghĩa với cái việc là chúng ta sẽ đã có giá thành. Thế nhưng mà cái giá thành của chúng ta hôm nay so với cái giá ở bên ngoài hiện tại của thị trường nó có còn giá trị hay không? Ngày hôm nay chúng ta có tồn kho rất là nhiều. Giá thành tồn kho của chúng ta cũng rất là cao. Thế nhưng mà cái giá thành, cái giá mà bán ở bên ngoài nó lại hiện tại là bị giảm, có thể thậm chí là thấp hơn cả cái giá thành chúng ta sản xuất. Vậy thì đối với cả những cái nguyên vật liệu, những cái thành phẩm, những cái sản phẩm như này thì chúng ta cần phải xử lý cái gì ạ? Cần phải nhanh chóng xử lý, đúng không ạ? Một là có thể tìm kiếm bên có thể nói với cả nghiệp vụ, đúng không? Ở hiện tại kho có những cái sản phẩm như thế này bị tồn kho cũng là lâu rồi, thì bên nghiệp vụ có thể đẩy nhanh cái phần này hay không, đúng không? Hay là có thể là có những cái promotion cho những cái kế hoạch để có thể thúc đẩy bán những sản phẩm như thế này hay không, đúng không ạ? Tiếp đến thì chúng ta sẽ cần cũng phải quan tâm về cái thằng tỷ lệ lưu động kho. Thì để chúng ta nhìn vào cái tỷ lệ lưu động kho này để chúng ta có thể điều chỉnh được cái việc, nếu mà cái chu kỳ của chúng ta càng dài thì tức là cái độ mà chúng ta cần sử dụng đến cái nguyên liệu, cái sản phẩm này nó càng ít, thì chúng ta sẽ cần điều chỉnh cái việc thu mua, đúng không ạ? Và một cái khái niệm nữa, chúng ta cũng có thể phân tích tồn kho theo ABC, đúng không ạ? Và cái dựa vào cái phân tích tồn kho ABC thì sẽ cho chúng ta được cái phân loại cũng như tỷ lệ cái tồn kho của từng sản phẩm. Và từ đó thì chúng ta cần tập trung vào cái việc kiểm soát những cái sản phẩm giá trị tồn kho lớn. Ví dụ có những cái sản phẩm, có những cái nguyên liệu, có những cái sản phẩm nó chỉ chiếm 10%, cái số lượng chỉ chiếm 10% cái kho của chúng ta thôi. Thế nhưng mà cái giá trị nó lại lên đến tận 70-80%. Thế vậy thì chúng ta sẽ phải cần phải đi kiểm soát là cái tính hợp lý của cái tồn động kho đối với cả những cái sản phẩm như thế này là có hợp lý hay không. Và chúng ta có cần phải cắt giảm bớt cái tồn kho đối với cái những cái sản phẩm này hay không. Để cắt giảm tồn kho thì chính là gì ạ? Để chúng ta có thể cắt giảm cái chi phí, cắt giảm cái sự tồn động vốn của chúng ta vào trong cái sản phẩm đấy. Đúng không ạ? Ở phía trên thì tôi đã phân tích về cái việc quản lý tồn kho, đúng không? Tiếp đến thì chúng ta sẽ đi tiếp đến là phân tích quản lý công nợ. Thì đối với cả quản lý công nợ hiện tại thì chúng ta sẽ cần phải quan tâm đến những cái điểm gì? Thì chúng ta sẽ có thể là quan tâm đến cái tín dụng của khách hàng, rồi tiếp đến là cái quản lý thanh toán và cái quản lý khoản nợ. Trước khi mà chúng ta đi vào có thể quản lý được thanh toán thì chúng ta thường là sẽ... Tại sao lại cái phần quản lý tín dụng lại ở đây lại là cái việc đầu tiên ạ? Quản lý tín dụng đối với cả một khách hàng để tránh cái trường hợp mà sau này chúng ta sẽ phát sinh cái trường hợp là khó để thu hồi về những cái khoản mà chúng ta đã xuất hàng đi, đúng không ạ? Thế là cái điều đầu tiên ở đây chúng ta sẽ cần phải làm gì ạ? Chúng ta sẽ cần phải thiết lập trong cái quy trình quản lý các cái khoản mà phải thu của chúng ta, thì chúng ta sẽ cần phải kiểm soát cái mức tín dụng của khách hàng. Thì tránh để cái trường hợp là để cho khách hàng có một cái mức tín dụng quá cao và sau này sẽ dẫn đến cái việc là rủi ro trong cái việc thanh toán cho công ty. Và tiếp đến sau khi chúng ta kiểm soát ở đơn hàng rồi thì đến cái việc xuất hóa đơn thì chúng ta cũng sẽ cần phải kiểm soát. Tức là sao ạ? Sau khi đã xuất hàng cho khách trong tháng thì chúng ta cần phải đảm bảo được tất cả những cái phiếu xuất hàng này của chúng ta sẽ phải được chuyển về hóa đơn. Để làm sao ạ? Bởi vì giữa hai công ty thì chỉ khi nào chúng ta có hóa đơn thì pháp luật mới công nhận là mình có lên công nợ được với khách hàng, đúng không ạ? Và cái này cũng rất là quan trọng, bởi vì hàng hóa của mình đã sản xuất xong rồi mà mình đưa cho khách hàng mà mình không có xuất hóa đơn thì thành ra là khách hàng vẫn được sử dụng cái khoản đấy, cái hàng của mình mà vẫn chưa phải trả tiền của mình, đúng không ạ? Và sau khi đã xuất hóa đơn, chắc chắn là tất cả đều được xuất hóa đơn rồi thì sẽ lên công nợ phải thu. Và công nợ phải thu thì chúng ta sẽ cần phải quan tâm đến một cái điểm là cái khi mà cái thời gian cấn trừ có được đúng hẹn hay không. Hóa đơn của chúng ta khi mà xuất cho khách thì có thể là cái phương thức thanh toán sẽ là hóa đơn xuất sau 7 ngày, 15 ngày hay 30 ngày đi, đúng không? Và đến cái thời điểm, cái ngày mà phải thanh toán thì khách hàng có thanh toán đúng hẹn cho chúng ta hay không, đúng không ạ? Thì cái phần này để làm tránh được cái sự chậm trễ trong cái việc mà chúng ta đi thu được công nợ. Tiếp đến thì đối với cả cái phần mà tín dụng của khách hàng này thì chúng ta
hoàn toàn có thể là thiết lập theo từng khách hàng một, đúng không? Đối với một khách hàng có thể là có một cái tín dụng khác nhau. Ví dụ như là khách hàng A thường xuyên xuống đơn thu mua với, xuống đơn đặt hàng cho mình. Thế nhưng mà bởi vì là cái tiền thanh toán thì có thể là bị chậm, thì có thể là một cái mình sẽ thiết lập một cái mức tín dụng khác, đúng không? Và đối với cả khách hàng B có thể là rất là lâu mới xuống với mình một cái đơn đặt hàng. Nhưng mà đơn đặt hàng xuống thì thứ nhất là số lượng lớn, và cái thứ hai là cái tiền lúc nào cũng thanh toán rất là nhanh chóng. Thậm chí là nhiều lúc có thể là trả tiền trước khi mà mình xuất hàng cho người ta, đúng không? Thì cái hoàn toàn là cái công ty B này hoàn toàn là cái mức tín dụng mình cũng có thể là thiết lập cho một cái loại riêng, đúng không ạ? Thế là ở đây thì mỗi một khách hàng chúng ta sẽ có một cái mức tín dụng riêng, đúng không? Như khi chúng ta đi ra ngân hàng cũng thế, mỗi một cá nhân thì ngân hàng sẽ cấp cho chúng ta một cái hạn mức tín dụng riêng, không ai là giống ai cả, đúng không? Dựa vào cái mức thu nhập rồi dựa vào các cái đánh giá của ngân hàng dành cho mình để người ta cung cấp cho mình một cái mức tín dụng. Rồi tiếp đến thì ở đây hệ thống sẽ cần phải có một cái sự linh hoạt trong cái việc thiết lập. Thì khi nào mà tôi cần phải kiểm soát cái việc làm cái việc tín dụng này, có thể là khi xuống đơn đặt hàng, hay là khi mà đã xuống đơn xuất hàng, hay là khi mà chúng ta xuống công nợ chẳng hạn, đúng không? Thì chúng ta sẽ cần phải thiết lập là cảnh báo hay là từ chối. Cảnh báo ở đây tức là gì ạ? Chúng ta có thể sâu ra một cái thông báo là cái tín dụng của khách hàng này đã hết rồi, hoặc là còn bao nhiêu đấy. Thế nhưng mà hệ thống có thể là vẫn cho phép chúng ta xuống đơn. Nhưng mà cũng có trường hợp là chúng ta sẽ bắt buộc là từ chối và không nhận đơn của khách hàng này nữa, được không ạ? Và tiếp đến thì đối với cả cái phần tín dụng này thì chúng ta sẽ cần phải nhanh chóng để biết được cái mỗi một cái khoản tín dụng dành cho khách hàng là bao nhiêu, đúng không ạ? Hôm nay đơn hàng của khách hàng xuống cho chúng ta, ví dụ khi mà hệ thống có một cái thông báo là cái số tín dụng đã quá rồi, thì chúng ta cần phải nhanh chóng xem được là cái số tiền của đơn đặt hàng của khách hàng này là bao nhiêu, rồi số tín dụng là bao nhiêu, số lượng đã vượt mức là bao nhiêu, đúng không ạ? Và chúng ta khi mà chúng ta có thể theo dõi được chi tiết cái mức tín dụng này, thì chúng ta hoàn toàn có thể, bên nghiệp vụ hoàn toàn có thể thảo luận với khách là, một là có thể là những cái khoản nợ cũ có thể tiến hành thanh toán sớm, đúng không ạ? Hoặc là những cái đơn hàng này có thể là chờ khi nào thanh toán xong thì tôi sẽ nhận cái đơn hàng này với anh. Thì đây là một cái ứng dụng rất là hay để cho chúng ta có thể quản lý được cái đơn hàng, cũng như là quản lý về cái mặt rủi ro phía sau khi mà chúng ta đã sau khi mà bán hàng cho khách hàng. Rồi, đến phần quản lý tiếp theo, chúng ta cần phải quan tâm về công nợ, cần thu và cần chi. Thì những cái công nợ phải thu phải chi này thì thường thì chúng ta sẽ nhìn theo cái vòng là 30 ngày hay là 60 ngày hay là 90 ngày, đúng không? Cái khi mà chúng ta cần kiểm tra những cái công nợ phải thu ấy, thì chúng ta sẽ cần phải xem xét là cái rủi ro mà chúng ta có thể nhận thanh toán trễ. Thì cái phần này chúng ta có thể xem xét theo cái loại công nợ và cũng như là khách hàng. Và tiếp đến thì đối với cả cái phần kiểm tra công nợ cần phải thu này, thì chúng ta có thể là theo những góc độ của nhân viên kinh doanh. Bởi vì sao ạ? Mỗi một nhân viên kinh doanh sẽ là có phụ trách một cái nhóm khách hàng riêng, đúng không? Và chúng ta hoàn toàn có thể là dựa vào cái nhân viên kinh doanh này để đi theo dõi cái công nợ. Rồi công nợ phải chi thì chúng ta sẽ xem xét đến những cái khả năng mà những cái nhà cung cấp nào có thể cho chúng ta có thể chậm được cái dòng tiền, chậm việc cái việc thanh toán, đúng không ạ? Thì ở đây cái đầu tiên là chúng ta sẽ phân loại cái công nợ, cái thứ hai là có thể xem xét đến những cái khả năng là thu hồi công nợ, hoặc là những cái khả năng mà kéo dài được các cái khoản phải thu. Thế nhưng mà về nguyên tắc thì chúng ta cũng sẽ cần có một cái bảng để so sánh được là trong 30 ngày tới, 60 ngày tới hay 90 ngày tới thì những cái khoản phải thu phải chi của mình là bao nhiêu, đúng không? Cái khoản phải thu có đủ lớn để chi trả những khoản phải chi hay không, đúng không? Thì ở đây thì thường thì chúng ta sẽ xem là số tiền và cái khoản phải chi tiết trong tháng, rồi trong vòng 30 ngày, rồi trong vòng 60 ngày. Thì đối với những cái công nợ mà trong vòng 30 ngày nữa thì chúng ta sẽ cần xem xét là có những cái khoản nào mà cảm thấy có rủi ro hay không. Thì lập tức có thể là nhờ nghiệp vụ, những cái người phụ trách liên quan là sẽ đi đốc thúc khách hàng cho nó đúng. Và sau, hoặc là đối với những cái công nợ mà trong vòng 60 ngày thì chúng ta hoàn toàn có thể là thảo luận với khách hàng xem là có thể thanh toán cái khoản này sớm hơn hay không, đúng không? Và đối với cái công nợ phải chi thì cũng tương tự như vậy, thì trong vòng 30 ngày tới, 60 ngày tới chúng ta sẽ phải thanh toán là bao nhiêu, và cái khả năng thanh toán của trễ hẹn của chúng ta có thể là bao nhiêu. Thì ở đây nếu mà hệ thống có thể đưa ra cho chúng ta những cái chi tiết như thế này thì chúng ta sẽ hoàn toàn có thể điều khiển được cái dòng tiền của chúng ta rất là linh hoạt, đúng không ạ? Thì ở đây hệ thống cũng sẽ cần phải đưa ra cho chúng ta những cái bảng dự toán. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ
làm được một cái bảng dự toán là phải trong vòng 30 ngày tới chúng ta sẽ cần phải thanh toán là bao nhiêu, đúng không ạ? Và từ cái bảng liệt kê cái bảng dự toán này thì chúng ta có thể xem xét đến cái việc là có thể có những cái nhà cung cấp nào mà chúng ta có thể thảo luận được, có thể là chậm thanh toán, đúng không ạ? Thì ở đây là những cái điểm cốt yếu dành cho cái công nợ giữa công nợ phải thu cũng như công nợ phải chi. Và chúng ta sẽ đi đến cái góc độ cuối cùng là cái góc độ quản lý giá thành. Thì vậy thì cái góc độ quản lý giá thành thì như thế nào là hợp lý, là tốt, đúng không? Là từng ly từng tí. Tức là sao ạ? Chi tiết đến từng ly từng tí, chi phí cho cái gì hay là chi phí cho phần nào thì chúng ta có thể phân bổ được chính xác hay không? Thì đầu tiên để mà giá thành từng ly từng tí được thì chúng ta sẽ cần phải quản lý được đến chi tiết. Tiếp đến là làm sao để có thể hoạch toán nhanh chóng chi phí trong ngày lên, nhập lên để có chi phí trong ngày, hay là chi phí trong tháng, nhập cho chi phí trong tháng, đúng không? Và cái phần tiếp theo thì sẽ là quản lý giá thành. Rồi, cái phần giá thành thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với cả cái phần báo giá, đúng không? Như từ đầu anh Thắng có chia sẻ, tức là cái phần này thì nó hoàn toàn là liên quan đến, có thể là sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái việc báo giá của mình. Thì đối với cả một cái sản phẩm thì chúng ta sẽ cần phải xem xét là cái giá thành là bao nhiêu và cái giá bán của chúng ta là bao nhiêu, thì để chúng ta có biết được cái lợi nhuận là bao nhiêu, đúng không ạ? Thì nếu đối với cả một cái sản phẩm, nếu mà chi phí mà chúng ta đánh giá thấp, lợi nhuận gộp của chúng ta đánh giá cao, thì nó sẽ dẫn đến cái việc gì ạ? Chúng ta tưởng rằng là cái sản phẩm này chúng ta càng bán sẽ có càng có lãi, nhưng mà thực ra thì khi mà chúng ta càng bán thì chúng ta có thể càng lỗ, mà chúng ta lại hoàn toàn có thể là không biết đến cái điều này, đúng không ạ? Nhưng mà ngược lại, khi mà chi phí mà chúng ta đánh giá quá cao và lợi nhuận chúng ta đánh giá quá thấp thì sẽ dẫn đến một cái tình trạng gì ạ? Tình trạng khi mà chúng ta làm báo giá cho khách hàng, có thể là chúng ta nghĩ là giá thành quá cao, thế là chúng ta cũng sẽ đưa ra cho một cái khách hàng một cái giá cao hơn so với những cái sản phẩm giống tương tự như vậy, đúng không ạ? Thì nó sẽ làm mất đi cái khả năng cạnh tranh của chúng ta trên thị trường. Rồi tiếp đến thì trong giá thành của một cái công ty sản, của một cái doanh nghiệp sản xuất, thì chúng ta sẽ gồm bao gồm những cái yếu tố như thế nào, đúng không ạ? Thì để chúng ta có thể biết được làm sao để tính chính xác được, rồi đưa ra được cho chúng ta chính xác lợi nhuận là bao nhiêu, giá thành là bao nhiêu. Vậy thì cái yếu tố của cái việc đi tính giá thành là những cái gì? Thì hiện tại thì đối với cả một doanh nghiệp sản xuất thì sẽ chia ra làm 3 phần chính, đúng không? Đầu tiên là vật liệu trực tiếp, thứ hai là nhân công trực tiếp, thứ ba là chi phí. Vật liệu trực tiếp là gì ạ? Vật liệu trực tiếp là những cái nguyên vật liệu mà chúng ta lãnh trực tiếp để sản xuất, tạo ra cái sản phẩm của chúng ta. Ví dụ như cái ly, như cái cốc mà tôi vừa mới giới thiệu ở trên, thì cái vật liệu sản xuất của chúng ta là gì ạ? Có thể là nhôm, đúng không? Có thể là inox 304, rồi có thể là sơn, có thể là ống hút. Thì đấy là những cái nguyên vật liệu mà chúng ta cần phải bỏ vào để có thể cấu thành, để sản xuất ra được cái sản phẩm này. Tiếp đến thì nhân công trực tiếp là gì ạ? Nhân công trực tiếp là nhân công đứng trực tiếp ở trên xưởng, đúng không? Ở trên dây chuyền sản xuất. Rồi thì đối với cả nhân viên này, chúng ta phải có lương, rồi có phụ cấp, có chi phí tăng ca tất tần tật, đúng không ạ? Và tất cả những cái khoản thưởng, khoản lương này cho nhân viên sản xuất tham gia trực tiếp vào cái quá trình sản xuất này thì chúng ta sẽ là nhân công trực tiếp, đúng không? Thế nhưng mà bên cạnh đấy thì có phải là sẽ có những cái chi phí gián tiếp, đúng không? Có thể là có nhân công gián tiếp, ví dụ như là nhân công của những cái nhân viên quản lý kho đi, đúng không? Nó cho rất là nhiều bộ phận kho, không chỉ là quản lý cho hiện trường kho, còn có thể quản lý cho văn phòng, rồi quản lý cho những phần khác. Thì cái chi phí của nhân viên quản lý kho này có thể hiểu được là chẳng hạn là quy nhân công gián tiếp, đúng không? Hoặc là chúng ta có những cái chi phí nguyên vật liệu gián tiếp khác, ví dụ như là tiền điện, tiền nước. Trong cả một cái xưởng thì chúng ta khi mà vận hành, chúng ta có phải là mất tiền điện, tiền nước, đúng không ạ? Thì những cái chi phí này thì chúng ta cũng đều hoàn toàn có thể phân bổ vào trong giá thành, nhưng mà nó sẽ được liệt kê vào là thành chi phí sản xuất, đúng không ạ? Hiện tại thì giá thành sẽ gồm 3 phần chính, đúng không ạ? Rồi, thì như vừa mới phân tích hai cái khía cạnh ở phía trên, thì thứ nhất chúng ta sẽ nói sẽ xem xét đến cái việc là cấu thành sản phẩm của tôi sẽ cần những cái gì, đúng không? Và cái việc mà không phân bổ chính xác được cái giá thành thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào? Mọi người có thể nhìn ở đây của tôi có một cái, ở trên cái PPT có một cái ví dụ để cho mọi người có thể thấy rõ được cái phần này. Khi mà mình không đi tính giá thành một cách chính xác thì nguyên vật liệu thì rất là đơn giản, đúng không? Mình rõ ràng mình có thể hoàn toàn tính được, bởi vì mỗi một cái lệnh sản xuất hoàn toàn mình có thể tính được là nguyên vật liệu mình đã lãnh dùng là bao nhiêu và cái số tiền của nguyên vật liệu này bao nhiêu. Thế nhưng mà chi phí sản xuất với chi phí nhân công của mình dùng theo cái là phân bổ bình quân cho từng sản phẩm. Vậy thì ở đây có sản phẩm A và sản phẩm B. Khi mà chia chi phí nhân công theo cách bình quân này thì sẽ tạo ra cho chúng ta một cái gì ạ? Chúng ta sẽ đánh giá là cái giá thành của cái sản phẩm A sẽ rất là cao, lợi nhuận sẽ rất là thấp,
vì thế thì chúng ta sẽ đi báo giá sẽ là sai, đúng không? Nhưng mà cái giá thành của cái thằng của cái sản phẩm B này cũng tương tự. Khi mà đi phân bổ đều thì chúng ta nghĩ là sản xuất thấp rồi chúng ta sẽ định giá sản phẩm, và chúng ta cứ nghĩ là bán được nhiều thằng B này thì chúng ta càng có lãi nhiều, đúng không? Thế nhưng mà thực tế khi mà sản phẩm đã được phân bổ sản xuất, khi mà những cái chi phí nhân công, những cái chi phí sản xuất được phân bổ một cách chính xác, thì lại cho thấy được rằng là cái sản phẩm A này của tôi, cái nhân công và chi phí sản xuất là thấp, nhưng cái thằng B này lại nhân công và chi phí sản xuất rất là cao. Thì điều này sẽ ngược lại, đúng không? Nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái đánh giá sai về cái giá trị của sản phẩm, hoặc là đánh giá sai về cái cách chúng ta mà báo giá. Thì điều này sẽ dẫn đến cái mất cái khả năng cạnh tranh của chúng ta trên thị trường, đúng không ạ? Và tiếp theo thì ở đây mọi người có thể tưởng tượng được, ở đây những cái phần tôi nêu ra để cho mọi người có thể thấy rõ được rằng cái mức độ quan trọng của cái việc làm sao để có thể phân bổ được chi phí nhân công và chi phí sản xuất một cách hợp lý, đúng không? Và tiếp đến cái mấu chốt trong cái việc mà chúng ta có thể tiến hành đi tính toán giá thành trong hệ thống ERP là gì ạ? Thứ nhất là chúng ta khả năng ghi có nhanh chóng. Tức là ngày hôm nay nhận được một cái chi phí, một cái hóa đơn chi phí bất kỳ thì chúng ta có vào sổ kịp thời hay không, đúng không? Chúng ta cần phải có những cái công cụ để cho chúng ta biết được hôm nay, ngày hôm nay có chi phí, chúng ta phải lập tức được thể hiện ở trên hệ thống, hoặc là phải thể hiện cho những cái người liên quan biết được có chi phí. Tiếp đến cái thông tin về công lệnh sản xuất chúng ta có đi thu thập được chính xác hay không. Ngày hôm nay công lệnh sản xuất xuống, thời gian sản xuất của máy là bao nhiêu, thời gian của nhân công là bao nhiêu, chúng ta có đủ cái dữ liệu để đi thu thập cái dữ liệu này chính xác hay không, đúng không? Và tiếp đến thì chúng ta sẽ cần xem xét đến cái khả năng kiểm soát chi phí bất thường. Bởi vì sao? Khi mà chúng ta đã có những cái kết cấu sản phẩm đã định nghĩa rằng, ví dụ hôm nay tôi sản xuất thì tôi sẽ cần ông A, tôi sẽ cần đến 5 ông B đi. Thế nhưng mà khi mà trong cái tháng này của tôi tự nhiên lại phải cần đến 7 đến 8 ông B, đúng không? Thì cái này nó sẽ thành là cái chi phí nguyên vật liệu bất thường. Từ cái chi phí nguyên vật liệu bất thường này chúng ta có thể xem xét được là phía trước của chúng ta đã xảy ra cái gì. Ví dụ như là ở trên hiện trường có phải là có một cái máy nào đã bị hư hay không, hay là nguyên vật liệu có vấn đề hay không, đúng không ạ? Thì chúng ta cần phải có cái khả năng kiểm soát cái chi phí bất thường này. Và tiếp đến chúng ta sẽ cần phải có một cái khả năng tiếp theo là gì ạ? Cái kết sổ theo ngày và tháng. Chi phí của tháng nào phải được lập tức tính trong tháng đấy, đúng không ạ? Trừ khi những cái chi phí mà chúng ta có thể phân bổ thì chúng ta mới là phân bổ theo nhiều tháng. Còn chi phí của tháng nào, của ngày nào chúng ta sẽ làm trong tháng đấy, đúng không ạ? Không để tránh cái tình trạng là chi phí của tháng này nhưng mà 2-3 tháng sau mới hoạch toán, mới lại bắt đầu đi chia. Thì lúc này cái việc mà phân bổ chi phí ngoài nó sẽ là không hợp lý nữa rồi, đúng không ạ? Và cái tổ hợp giá thành ở trong hệ thống ERP hiện tại thì nó bao gồm những cái phần gì? Thì như tôi có nói chia sẻ, tức là hiện tại đối với cả hệ thống ERP thì cái phần giá thành sẽ được tính theo lệnh sản xuất. Và lệnh sản xuất này thì sẽ được giá thành sẽ kết cấu gồm từ những cái gì ạ? Từ những vật liệu, nhân công, chi phí sản xuất hoặc là chi phí gia công ngoài. Thì vật liệu ở đây mọi người có thể tưởng tượng là đến từ những cái phiếu nhận hàng, trả hàng hoặc là những cái phiếu lãnh liệu, trả liệu, đúng không ạ? Nguyên vật liệu thì chúng ta có thể là có nhận hàng, trả hàng, hay là nguyên vật liệu sản xuất thì chúng ta có lãnh liệu, trả liệu. Tiếp đến nhân công thì chúng ta sẽ có gì ạ? Có nhân công trực tiếp, đúng không ạ? Đứng ở trên dây chuyền sản xuất là chi phí nhân công trực tiếp. Rồi chi phí sản xuất là cái gì? Là những chi phí gián tiếp, rồi những cái chi phí tiền điện, tiền nước, rồi tiền chế tạo, rồi tiền làm tất tần tật những cái mà liên quan nhưng nó lại không phải là trực tiếp vào trong cái sản phẩm, đúng không ạ? Tiếp đến cái sản phẩm của chúng ta nếu mà có ủy thác gia công ra ngoài, đúng không, thì chúng ta cũng cần phải đi phân tích cái chi phí gia công này. Có thể ngày hôm nay chi phí gia công hiện tại, ở cái thời điểm hiện tại chúng ta gia công ở bên ngoài rẻ hơn ở trong xưởng chúng ta làm, nhưng cũng có thể đến một ngày nào đấy cái chi phí này ở trong xưởng gia công sẽ rẻ hơn ở ngoài, và chúng ta sẽ cần có thể tính đến cái việc là cái quy trình này tôi không cần phải gia công ở ngoài nữa mà tôi có thể ở trong xưởng để làm, để sản xuất, đúng không ạ? Vậy thì tất cả những cái yếu tố vừa rồi sẽ đưa ra cho chúng ta những cái gì ạ? Đưa ra được cho chúng ta về cái phân tích giá thành, về cái kết cấu của cái giá thành ngày hôm nay. Cái giá thành của chúng ta sẽ bao gồm những cái gì? Vật liệu chiếm bao nhiêu phần trăm, chi phí nhân công bao nhiêu phần trăm, chi phí gia công bao nhiêu phần trăm, đúng không ạ? Thì từ đây chúng ta sẽ có được tất cả những cái bảng phân tích liên quan, đúng không ạ? Khi mà chúng ta đã có những cái phân tích rất là chi tiết đối với cả một cái thằng sản phẩm thì chúng ta hoàn toàn sau này có thể đưa ra được những cái quyết định. Ví dụ như là nguyên vật liệu, chi phí có thể là rất là cao, thì có thể mình sẽ tìm được những cái nguyên vật liệu khác thay thế hay không với cùng chất lượng nhưng mà là sẽ rẻ hơn cái chi phí đầu vào chẳng hạn. Thì để chúng ta nắm bắt được cái chi tiết của chi phí để chúng ta có thể có đưa ra được những cái chính sách
những cái cách quản lý ở phía sau. Tiếp đến đối với cả về phần giá thành thì chúng ta sẽ cần phải hiểu rõ được chi phí cho từng cái công lệnh. Tại sao lại phải hiểu chi phí cho từng công lệnh ạ? Bởi vì chúng ta sẽ biết được là đối với cái sản phẩm này, mỗi một công lệnh là một sản phẩm, đúng không? Chúng ta cùng làm một cái sản phẩm nhưng mà hai công lệnh lại cái số tiền chi phí mà chúng ta phải bỏ vào loại khác nhau. Thì lúc này chúng ta sẽ dẫn đến cái việc là chúng ta có thể đi làm một phép so sánh đơn giản, đúng không? Nguyên vật liệu có thể là giống nhau, thế nhưng mà chi phí tại sao là cái công lệnh này tháng này tôi làm lại chỉ có mất 100.000 nhưng sang tháng sau cũng làm sản phẩm này, cũng cái dây chuyền như thế này, cũng những con người như thế này, nhưng tại sao tôi lại mất đến hơn 100.000, 120.000 tiền chi phí, đúng không? Thì chúng ta cần phải xem xét được cái chi phí của từng cái công lệnh và từ đó sẽ có thể đưa ra được những cái đánh giá và sẽ phát hiện được xem là có cái sự bất thường gì không, đúng không? Rồi, tiếp đến thì chúng ta sẽ cần phải phân tích được cái giá thành của từng sản phẩm. Giá thành của từng sản phẩm thì nó sẽ tương tự, nó sẽ bao gồm những cái chi phí nguyên vật liệu, nhân công, sản xuất, đúng không ạ? Từ cái việc mà chúng ta có thể phân tích được từng cái sản phẩm, cái chi phí là bao nhiêu, thì chúng ta sẽ cũng, thứ nhất là chúng ta có thể xem được cái lượng tồn kho hiện tại. Cái thứ hai là cái chi phí dành cho từng sản phẩm là bao nhiêu. Rồi tiếp đến còn một cái nữa chúng ta cần phải quan tâm là cái chi phí dở dang, đúng không? Hôm nay xuống công lệnh sản xuất, nhưng mà đến cuối tháng khi mà mình kết sổ, có thể là mình sẽ chưa hoàn thành cái công lệnh này. Và nó sẽ ở đây thì chúng ta sẽ hiện tại là được biểu thị vào cái là dở dang, đúng không? Thì chúng ta cũng cần phải nắm bắt được là cái dở dang của chúng ta ngày hôm nay sẽ bao gồm những cái gì, nguyên vật liệu đã bỏ vào dở dang là bao nhiêu, hay là chi phí nhân công, hay là chi phí sản xuất đã bỏ vào là bao nhiêu, đúng không? Để cuối cùng chúng ta cũng có thể biết được tổng cái số tiền mà chúng ta đang dở dang là bao nhiêu. Tóm lại cái buổi ngày hôm nay thì tôi sẽ tóm gọn lại trong cái PPT này, đúng không ạ? Đối với tồn kho công nợ và giá thành trong một cái doanh nghiệp sản xuất thì chúng ta sẽ cần phải đạt được những cái gì, đúng không? Đầu tiên đối với tồn kho thì chúng ta phải tối ưu hóa được tồn kho để tránh cái tình trạng bị ngắt liệu, đọng liệu cũng như tồn liệu, đúng không? Ngắt liệu là sao ạ? Ngắt liệu là chúng ta cần phải sản xuất mà không có nguyên vật liệu để đi sản xuất, đúng không ạ? Thì cái việc này phải quay lại cái việc cái quá trình chúng ta quản lý tồn kho cũng như là chúng ta tiến hành thu mua như thế nào, đúng không? Không bị đọng liệu, đúng không? Có những cái sản phẩm, những cái nguyên vật liệu chúng ta không dùng tới mà chúng ta lại mua quá nhiều. Khi mà sản xuất xong chúng ta không dùng tới nữa thì thành không thì lại bị đọng liệu ở trên ở trong kho, đúng không? Tồn liệu là gì ạ? Tồn liệu là khi mà chúng ta chưa dùng tới nhưng mà chúng ta đã mua rồi. Cái tiền chi phí chúng ta đã phải bỏ ra rồi nhưng mà chúng ta lại chưa dùng tới. Thì chúng ta cũng làm sao để tránh được cái việc tồn liệu này, đúng không ạ? Còn đối với cả công nợ phải thu phải chi, làm sao chúng ta có thể linh hoạt, có thể dự toán được cái khoản, những cái khoản phải thu phải chi. Và đồng thời từ những cái việc dự toán này thì chúng ta hoàn toàn phải cung cấp được cho chúng ta cái khả năng ứng phó linh hoạt đối với cả những cái trường hợp bất ngờ có thể xảy ra, đúng không? Và tiếp đến thì giá thành. Giá thành là một cái phần rất là quan trọng để chúng ta có thể đi tiến hành báo giá, rồi tiến hành đưa ra được cho chúng ta cái sức mạnh cạnh tranh. Vậy thì đối với cả sản phẩm chúng ta cần phải có được cái giá thành chi tiết. Những cái chi phí ngoài nguyên vật liệu, những cái chi phí nhân công, những cái chi phí về sản xuất chúng ta phải được phân bổ một cách hợp lý, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cần phải xem xét được là cái lợi nhuận của chúng ta là bao nhiêu, lợi nhuận gộp là bao nhiêu. Rồi. Ở đây là cái buổi chia sẻ liên quan đến tồn kho công nợ và giá thành. Thì hiện tại bây giờ cũng là 9:10 rồi. Ở trong cái bài này của tôi thì còn một cái phần có thời gian thì sẽ chia sẻ với cả mọi người về một cái case study của công ty hiện tại chúng tôi đang tiến hành, đã tiến hành cái việc mà số hóa. Chị Phương ơi. Hỏi là bên VNQ hiện tại đã là 9:10 rồi. Cái phần sample này của tôi, cái case study này khoảng tầm 7 phút thì hiện tại mình có thể chiếu cái case study này không ạ? Vâng, xin mời anh ạ. Dạ, cảm ơn ạ. Mọi người chờ tôi xíu nào.
在电池产业中，攸关接单的重要关键就属验厂作业。但对过去的亚德来说，这却是个梦魇。每个员工，Lâm ơi, video chưa có chạy á.背负着只准成功不准失败的压力，hay là đợi Vy share dùm cái video này nha. Tại 基地，看到每个员工绷紧神经，不断的再三确认生产数据与工作或环境。原来，隔天即将有个世界知名的车厂要来进行验厂。Nếu mà chỗ mạng chỗ MV mạnh hơn thì chắc là nhờ MV chia sẻ video này giúp nhỉ? Để MV share dùm cái video này cho. Xin hỏi mọi người có thấy được màn hình chưa ạ? Thấy rồi Vy ạ. Ok.Nhưng mà không có tiếng. Ok. Sorry. Để thử lại.在电池产业中，攸关接单的重要关键就属验厂作业。但对过去的亚德来说，这却是个梦魇。每个员工背负着只准成功不准失败的压力。这天，我们来到亚德越南的生产基地，看到每个员工绷紧神经，不断的再三确认生产数据与工作环境。原来。隔天即将有个世界知名的车厂要来进行验厂。我们明天要验厂了，我们来做最后一次确认。这两台机台现在状态是异常的。那我们到现场去看一下哦。好。这台机台怎么停下来了？我回买打手三根危机检查老高高啊，有危机机会车啊。之前平均一年大概验厂的次数几乎只有2到3次，到了越南厂最近 这几年来几乎每个月都有验厂的机会，甚至有时候一个月验个2-3次都还算正常。客人他随机的抽一张订单，或是随机的抽一张进货单的原料，然后让我们把前后的单据
找出来给他，但是得要花时间前后一笔一笔查，查完之后再去找纸本出来给客户，所以他在等待的时候就也会怀疑我们的资讯是否是真实的。我们在做那个品质稽核的时候，产品追溯都是会没有办法就是达到标准，可能就是被记忆缺失，那在一段时间你都没有办法改善的时候，其实都会有就是掉单的危险。每一次验厂就像是双面镜一样，可以照出客户关注的是什么，更可以看出自身缺少什么能力。以电池产品而言，品质追溯至关重要。要做好品质追溯，从一开始的原料到成品的所有流转历程都需被有效记录。确保料账一致的部分，我们首先先规划是他们每个仓库都应该有一个负责人，定义他们的职掌是什么，透过每个月的盘点去稽核他们的盘盈差，就知道他们的进出账是不是正确。生管制令一开出来的话，那我们会把它转成发料单，能够盘点到仓库里面的料账是不是一致，是不是能够供应现场生产。配合他们的生产的动线，然后去规划他们的报工站点，然后回馈生产资讯之后会设定他的标准工时，然后再跟他的实际工时去比对，这样才可以确保我们后续产出的成本是正确。那生管这边就是用电脑开制令，然后印图成单，他们只要用刷条码的方式进行，需要填生产完成的数量跟不良数就好。资讯的及时已经大大的进步很多，然后错误率也可以降低很多。我们先规划是他在产品追溯过程中他需要哪些关键的资料产出，比方说在料件的部分，他是必须在所有的进出入库都透过批号做管理，然后让他整个生产流程的资讯是不会断裂的。现在客户验厂的话，我们可以笔电放在验厂的现场，然后客户要求我们可以立即进入 SFT 系统，然后照客户要求的条件马上就可以把资料呈现的给客户看。因为其实经过这一年多来 SFT 的导入，那让我们做到产品追溯的管理，那其实客人对于我们的管理也非常惊艳，所以我们现在每一次的稽核都可以拿到90分以上，那客人对我们更有信心，也愿意把更多的订单下给我们。面对从前最害怕的验厂考核，雅德不追求表象，而是借由体质改善，由内而外透出改变的好气色。料账一致，也开启了雅德能够进行成本分析与利润掌握的第一道门。透过正确的数据搜集，让雅德找到生产成本顺利下降的方法与做法，更成功建立起销售毛利分析机制，化被动为主动，精准掌握每一张订单可能带来的获利。业务可以透过 BI 一秒产出这个报表，验证客户实际的下单数量跟业务预估的数量的差距，那可以在第一的时间立即反映给客人。其实财务部门致力于在拉近标准成本跟实际成本的差异，标准成本更准确了，那所以让业务在报价的时候业务有资料可以参考，那我们也更有信心当客户在选价的时候要去抢单，也不用担心说会损害到公司的利润。建置完整的营运管理平台，对内让各单位间的讯息及时透明，不必担心跨国管理的差异，对外更能够再扩大市占率，
创造高利润的目标下更无后顾之忧。未来亚德在扩大版图的远征上，有了一套可快速复制的管理机制，更能无畏迈开大步走向世界。电池是车子的心脏，代表是其动力，安全与舒适是当今车子不间断的要求，那也是亚德不断的发展我们电池技术的一个原因。那目的呢，是为了 take care of people today into tomorrow。Lâm ơi, Lâm có thể tiếp tục phần này rồi mình có thể chuyển sang QA ạ. Hello. Xin mời Lâm mở mic nhé, có thể là đang tắt mic rồi. Lâm ơi, Lâm đang tắt mic rồi. À, Lâm không thể tự bật mic cho chị Huệ. À, ok. Xin mời anh Lâm mở mic nhé. Dạ. Sau cái bài chia sẻ vừa rồi thì vừa mới show cho mọi người cái case study thì hiện tại mọi người có cái phần Q&A nào không ạ? Vừa nãy em có thấy anh Hà Duy Hiếu ở group The Farm có giơ tay, không biết là anh Hiếu còn ở đấy không ạ? Xin hỏi anh Hiếu còn ở đấy không ạ? Các anh chị trong phòng Zoom của chúng ta có các câu hỏi thì có thể bật mic để trao đổi trực tiếp với diễn giả của chương trình nhé. Cảm ơn phần trình bày của chú anh Lâm. Anh tôi thấy cái phần đấy mình trình bày nó rất là cụ thể và rất là chi tiết ấy. trong ba cái mảng mà chủ đề của ngày hôm nay tôi nghĩ là nó rất là hay. Muốn hỏi anh Lâm một chút là ở trong cái phần trình bày của mình ấy thì mình có một chia sẻ một số các cái giao diện ấy. Dạ. Thì cái phần đấy anh có thể chia sẻ là cái đó nó từ cái ứng dụng hoặc là cái giải pháp nào mà DigiWin hiện nay là đang cung cấp cho các khách hàng nhỉ? Những cái giao diện mà tôi vừa mới chia sẻ ở trên cái phần trình bày của mình ấy, thì hiện tại chủ yếu đến từ hai phần mềm chính của công ty. Thứ nhất là phần mềm Workflow ERP và thứ hai là phần mềm SFT. Phần mềm Workflow ERP chủ yếu là quản lý bán hàng tồn kho và SFT là quản lý sản xuất, quản lý hàng dở dang trong công ty hoặc là ủy thác ở ngoài. SFT thì SFT là chủ đề mình trao đổi buổi hôm trước phải không ạ? Buổi hôm trước mình giới thiệu về SFT đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Ok, cảm ơn. Vâng, xin mời các anh chị ạ. Chúng ta có các cái câu hỏi và các cái chia sẻ nào liên quan đến các cái chủ đề về tồn kho, về công nợ, về giá thành thì chúng ta có thể chia sẻ hoặc trao đổi ạ.
Ở trong cái phần ở trong lúc chờ đợi em muốn hỏi một chút anh Lâm liên quan đến phần cái tồn kho đấy. Lúc vừa rồi mình nói về quản lý tồn kho thì mình có chia cái ví dụ nguyên liệu thành thành các nhóm khác nhau phải không ạ, và mình có cái hướng cho cái câu chuyện về 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 xác định các cái cách thức mình quản lý nó thì trong đấy nó có cái mục ở trong trong cái giao diện đấy nó có các cái trường thông tin để mà doanh nghiệp có thể khai, ví như là các cái mức về về tồn kho, ví dụ như là tối đa tối thiểu các cái thứ. Thế thì cái đó là cái mà mình tính toán điền vào, hay là hiện nay các cái phần mềm đấy của mình có cái thuật toán nào mà nó có thể gợi ý cho mình các cái giá trị đấy không? Cái phần này thì nó chia làm hai phần. Như cái phần em vừa mới chia sẻ thì sẽ có một số cái dữ liệu, ví dụ như em có chia sẻ là cái phần mà thu mua tối thiểu ấy, cái việc mà mình có thể thảo luận với nhà cung cấp là mình mua với cái số lượng ít nhất là bao nhiêu mà mình sẽ được một cái giá. Thì cái phần đấy thì hiện tại là sẽ mình dựa vào cái việc mà nhân viên thu mua của mình thảo luận với cả nhà cung cấp và mình sẽ điền bằng tay. Thế nhưng mà có một số cái chỉ số, ví dụ như là tồn kho an toàn, thì khi mà ban đầu thì mình có thể thiết lập bằng tay, nhưng mà sau thì khi mà vận hành hệ thống từ 3 đến 6 tháng mà sau khi hệ thống đi vào vận hành chính thức thì mình có thể hệ thống sẽ hỗ trợ mình giúp mình tính ra được cái phần tồn kho an toàn, bởi vì nó sẽ dựa vào cái lượng dùng của mình hàng tháng là bao nhiêu và đưa cho mình ra được những cái chỉ số liên quan. Thì cái phần này sẽ chia ra làm hai phần chính, có thể điền bằng tay và có thể một vài chỉ số thì hệ thống có thể giúp đỡ mình tính toán ra. Dạ. Ok, cảm ơn ạ. Ở đây thấy có một số khách câu hỏi, các anh chị cũng các anh chị nếu mà chúng ta tiện, chúng ta có thể bật mic của chúng ta có thể đặt ra câu hỏi chia sẻ và ưu tiên cái câu hỏi đến trực tiếp từ mic. Ở đây thì sẽ đến cái câu hỏi trên phần chat ạ. Vâng, mời Tuấn Anh. Hỏi bạn Lâm một cái, tức là làm thế nào để mình có thể mình đo lường được cái lượng work in process hay là cái mà tồn kho cho dở dang á đến từng coi như là cái máy hoặc là đến từng người công nhân được không ạ? Work in process hả? Cái này em phải nói trước quay lại về một xíu cái khái niệm. Thứ nhất, đầu tiên là mình phải có khái niệm về BOM, đúng không? Cái bảng kết cấu sản phẩm là cái thứ nhất. Cái thứ hai là sao, là xuống như em nói là tất cả những cái dữ liệu mà mình liên quan thì mình đều xuống theo công lệnh. Thì cái công lệnh sản xuất này của mình ngày hôm nay mình sẽ đi theo cái quy trình nào? Ví dụ ngày hôm nay cái quy trình của anh có thể là 1, 2, 3, 4, đúng không ạ? Và anh kết hợp với cái phần SFT của bên em thì hiện tại mỗi một cái công đoạn, ví dụ như là công đoạn số 1, số 2, số 3 đi, khi mà anh bắt đầu đi vào sản xuất ở cái công đoạn số 1, anh có thể làm một cái công việc là check in. Và khi anh đã làm cái anh sau cái công đoạn số 1 là anh có thể làm đến check out. Thì sao? Thì hệ thống có thể đưa ra cho biết anh được làm mỗi một trạm cái hiện tại, cái số bộ, tại vì ở đây mình phải nói đến là cái số bộ sản phẩm anh còn bao nhiêu, đúng không? Và từ cái số bộ này kết hợp với cả cái BOM, tức là cái sản kết cấu sản phẩm, thì mình có thể biết được là cái nguyên liệu nào, cái nguyên liệu bao nhiêu ở cái phần công đoạn đấy. Được không ạ? Đúng rồi, nhưng mà ở đây em chỉ thắc mắc là như vậy thì anh nghe cái phần trình bày của em thì khá nhiều khi mà của DigiWin, tức là như vậy là cái phần để triển khai các cái giải pháp của là DigiWin thì chúng ta sẽ phải làm cái master plan của các cái item hoặc là các cái SKU rất là chuẩn, thì sau đó rồi chúng ta load lên trên cái hệ thống của chúng ta và lúc đấy chúng ta bắt đầu và chúng ta tiến hành được. Thành ra là cái giai đoạn chuẩn bị ban đầu thì nói chung là theo anh nghĩ là nó sẽ mất nhiều thời gian và nó sẽ phải cần rất là chi tiết, nhưng mà khi mình setup xong một lần rồi thì nó sẽ là được mãi mãi, có phải không? Đấy, khi anh lắng nghe cái giải pháp của em. Dạ, nếu mà đối với cả một cái công ty ấy, nếu mà cái sản phẩm của anh ngày hôm nay, tức là anh ví dụ trong năm nay năm sau anh chỉ sản xuất cái sản phẩm ấy thôi thì anh chỉ cần thiết áp một lần thôi. Thế nhưng mà mình làm sao mình đảm bảo được là cái sản phẩm của công ty mình là hôm nay mình chỉ bán cái sản phẩm này, mình không có nâng cao, mình cũng không có cải tiến, mình tức là cái khái niệm của bọn em ở đây là sao ạ? Tức là anh cái POM đấy nó sẽ theo với cả cái thực tế của công ty của mình. Ví dụ hôm nay anh chỉ có bán sản phẩm này thì đương nhiên là anh chỉ cần set up một lần thôi, thì về sau nó sẽ như thế. Nhưng ví dụ hôm nay anh có cải tiến hay là anh có thay đổi cái kết cấu sản phẩm đi thì lúc này lúc nào mình cũng sẽ phải cập nhật, đúng không? Nó cũng tương tự như cái việc là anh có thay đổi thì anh phải nói với hệ thống, mình phải nói rằng là mình thay đổi như thế nào thì hệ thống mới giúp đỡ mình tính toán được những cái phần về phía sau,
đúng không? Còn cái trong cái quá trình mà để mình đi thu thập những cái dữ liệu ban đầu thì đương nhiên là mình sẽ phải mất thời gian để làm gì ạ? Thứ nhất là phải thu thập được cái dữ liệu về nguyên vật liệu, cái thứ hai là thu thập về cái quy trình sản xuất, thứ ba là cái thu thập về cái tỷ lệ đối với cả cái sản phẩm này của mình là như thế nào. Thì mỗi một công ty em nghĩ là cái phần này nếu mà để là vận hành mà hiện tại là đã sản xuất với cả cái số lượng lớn thì em nghĩ là cái phần này tương đối là đơn giản, chứ không đến nỗi là mình phải bỏ quá nhiều thời gian ra để đi thu thập đâu. Đấy, nhưng mà thực ra thì khi mà Lâm nói thì anh này thấy nó có một câu chuyện là ngay bây giờ như ngay cả các đơn vị mà sản xuất đi, cái việc mà họ trên dạ. các cái hàng đặt, tức là ví dụ như mình nói là ví dụ kia là công ty của tại vì bây giờ là do là rất là khó khăn, thành ra là có đơn hàng là mừng rồi. Ví dụ như mình nói là một công ty có khoảng 20 khách hàng đi, thế thì ngay cả cái việc mà họ nhận một cái đơn hàng của một khách hàng mới về chẳng hạn là họ cũng còn chưa quan tâm đến câu chuyện là điều độ sản xuất để lập cái lệnh sản xuất đấy làm sao để cho nó phù hợp và nó không có ngắt quãng với cả những cái lệnh sản xuất nó đang chạy trên truyền. Vậy thì bây giờ cái vấn đề của em nói thì anh nghĩ là cái ý của anh nói đây là chúng ta sẽ phải có một cái bộ phận mà để gọi là phân tích và lập những cái yêu cầu mà em vừa nói đấy khi mà chúng ta nhận đơn hàng. Thì cái đấy chính là một cái điểm mà nói chung là theo cái góc nhìn của anh ở các cái doanh nghiệp sản xuất Việt Nam cái này nó rất là yếu. Tức là chúng ta không có ít khi có khái niệm là gọi là chuẩn bị trước khi mà chúng ta thực thi. Chúng ta có cái chúng ta tấm vuông ngay. Đấy, thì cái ý của anh đang hỏi như thế thì nó là trong thực tế là nó sẽ gặp rất là nhiều khó khăn khi áp dụng cái hệ thống và chuyển đổi số trong sản xuất nói chung. Thì như em vừa mới chia sẻ, tức là ngay ban đầu em đã chia sẻ, tức là đối với cả công ty em hiện tại khi mà đi đến bất kỳ một cái khách hàng thì bọn em đánh giá khách hàng đầu tiên. Thì như anh vừa mới nói, tức là cái công ty ở cái trạng thái vừa rồi thì bọn em đánh giá nó ở mức độ 1, tức là mình có doanh thu trước đã, đúng không? Thì mình phải làm tốt những cái bản thân là mình có doanh thu, mình phải nắm bắt chắc chắn được những doanh thu rồi đã. Sau bắt đầu mình mới tiến dần đến bước theo, thì công ty nếu mà phát triển dần thì mình mới cần những cái bước phía sau. Còn cái việc như anh nói là bây giờ mình khi mà nhận được đơn hàng thì mình chỉ cần care được là mình ra được đến sản phẩm rồi mình xuất đi rồi mình thu tiền về, chưa đến care đến cái phần là chuẩn bị liệu. Thì tại sao bọn em ngày hôm nay có cái buổi chia sẻ, tức là mới ban đầu công ty thành lập hay là mới đi vào vận hành có thể mình có thể bỏ qua cái phần đấy, nhưng mà để vận hành một cách gọi là trơn tru và sau này mà nó tức là mình để tiến đến công ty phát triển thì mình sẽ phải quan tâm nhiều hơn về những cái phần phía sau, những cái phần mà chuẩn bị trước, những cái phần mà mình phải biết được rằng là mình sẽ có những đơn đặt hàng như thế nào, nguyên vật liệu mình phải chuẩn bị ra làm sao để khi mà đơn hàng đến với mình sẵn sàng tiếp nhận và mình sẵn sàng rất là nhanh, phản ứng rất là nhanh để đi có thể nhận được những cái đơn hàng như vậy. Thế nhưng mà anh mới hỏi tiếp này, ví dụ như cái vấn đề về cái cost center và cái dòng chi phí thì khi mà triển khai các cái giải pháp đấy là mình có thể nhận biết và mình tính được ngay các cái chi phí mà theo tiếng Anh nó gọi là cái chi phí là incurring, tức là nó tích hợp vào trong cái sản phẩm khi chuyển từ giai đoạn này khác, thì trên cái hệ thống của em mà nó mình nhìn được ngay là cái đồng hồ chi phí đấy có đúng không? Anh đang nói là chi phí sản xuất hay là chi phí giá thành hay là cái gì ạ? Giá thành đấy, tức là giá thành, ví dụ như mình nói đơn giản đi là mình sản xuất một cái ghế là nó có tựa, là cái ghế thì nó có là cái khung ghế đúng không, nó có bốn cái chân đúng không, và nó có cái tựa đằng sau, thì như vậy thì nó sẽ qua từng giai đoạn, thì trong từng giai đoạn đấy thì mình nhìn được là cái cost nó bao nhiêu, nó đang bị absorbing vào trong cái sản phẩm dở dang đấy, mình nhìn được cái dòng chi phí mà mình bỏ ra nó chạy ở trên truyền và mình nhìn thấy được là cái chi phí mà nó đã bỏ vào trong cái sản phẩm dở dang của mình, thì trên cái hệ thống của em mà chúng ta có nhìn được cái điều đấy không cho từng đơn hàng? Quay lại cái phần này nhá, em nói em có thể nói luôn cái khái niệm chi phí đối với cả những công ty sản xuất hiện tại là mình sẽ theo tháng, tức là sao, bởi vì tất cả những cái chi phí mà mình thu thập sẽ là theo tháng, ví dụ như là tiền nhân công đứng ở trên truyền là bao nhiêu, hay là những cái chi phí tiền điện tiền nước, bởi vì tiền điện tiền nước người ta là đưa cho mình theo hàng tháng chứ người ta không đưa cho mình theo ngày. Còn ví dụ bây giờ hôm nay anh nói là anh muốn xem biết được là cái sản phẩm này của anh chỉ cần chạy trên truyền cái giá trị hiện tại là bao nhiêu, thì em có thể mình có thể cung cấp những cái giải pháp như thế nào ạ? Cái thứ nhất là anh nói là ví dụ em tương tự như em chia sẻ là cái ghế tựa này của anh đi, đúng không? Okay. Ngày hôm nay anh nhập cái nhôm về anh làm đi. Thế nhưng mà cái tồn kho của anh, ví dụ như là cái nhôm của anh là mua từ những tháng trước hay là nhôm của anh mua về tháng này? Tại sao đúng rồi, tức là cái đấy thì nó có một quân bình quân giá thành. Đúng không ạ? Đúng rồi, chính xác. Thì ý của em là nếu mà anh muốn xem như thế này thì sẽ có hai cách để anh có thể đi xem. Thứ nhất, nếu mà cái nguyên vật liệu đầu vào này của anh trong cái kỳ trước anh đã có giá thành tồn kho
thì hoàn toàn em có thể hiện, tức là mình có thể tính toán được theo là à cái giá thành bình quân của tồn kho tháng trước là bao nhiêu, hoặc nếu mà anh nói là cái nguyên vật liệu ở đầu vài tháng kỳ này của anh tự nhiên bị tăng đột biến thì có thể mình sẽ lấy cái gì ạ? Mình sẽ lấy giá thu mua gần nhất để đi hiển thị cái phần này cho anh. Nhưng mà những cái phần này chỉ là những cái dự tính giá thành thôi, chứ nó không phải là giá thành thực tế. Bởi vì giá thành thực tế phải là giá thành khi mà mình đã chốt sổ kế toán tất cả những cái nguyên vật liệu đầu vào, tất cả những cái hoạch toán mình total để đi tính được ra thì đấy mới là giá thành thực sự. Anh hiểu em không ạ? Cái phần này thì nếu mà anh nói là xem thực tế thì em biết chứ. Em biết, tức là vấn đề của anh là anh đặt vấn đề là nếu như tất cả cái dữ liệu mà của giá thành chúng ta có được thì phần mềm của em sẽ tính ra được, có đúng không? Tức là cái đấy thì nó phải đúng đi vào chứ, đúng chính xác. Ok rồi, rồi anh cảm ơn. Dạ. Cảm ơn anh Tuấn Anh. Câu hỏi em nghĩ là câu hỏi rất là hay. Với quy mô doanh nghiệp, với mức độ sẵn sàng của nó, và quay trở lại hôm trước thì chỗ anh Dũng và hôm nay anh Lâm cũng có đề cập đến câu chuyện chúng ta quay trở lại với cái slide đầu tiên về các cái giai đoạn phát triển và chuyển đổi số. Tuy nhiên là nếu chúng ta nhìn vào các cái đơn vị mà tham gia vào ngày hôm nay thì tôi thấy rất nhiều các đơn vị hiện nay là đang ở tình trạng rất là sẵn sàng và rất là đang đau đầu và đang di chuyển theo cái hướng này. Đặc biệt là càng ngày cái quá trình triển khai new model của các doanh nghiệp chúng ta càng tốt, cái khả năng mà chúng ta hoạch định sản xuất, chúng ta làm BOM, chúng ta phát triển các cái công đoạn sản xuất nó càng chi tiết, nó càng cụ thể thì nó sẽ tạo điều kiện tốt cho cái này ạ. Ở đây có một số cái câu hỏi ở trong phần chat box. Có một câu hỏi của chỗ anh Công liên quan đến việc về phạm vi anh Lâm. Cái phần mà hôm trước thì mình giới thiệu SFT, hôm nay có workflow ERP này, thì cái phần này nó là chung hay nó có riêng, nó có áp dụng riêng cho cái ngành nghề lĩnh vực nào, hay là mô hình sản xuất hàng loạt hay theo dự án nó có áp dụng chung hay nó có chống chỉ định như cái gì không? Dạ không. Thực ra thì đối với cả phần mềm bên em hiện tại thì chủ yếu cung cấp là cho những doanh nghiệp sản xuất. Mọi người hiểu là doanh nghiệp sản xuất là sao? Từ việc mình mua nguyên vật liệu, mình xuống công lệnh để mình đi sản xuất. Nó phù hợp đối với cả hầu hết những cái công ty sản xuất. Còn những cái công ty mà chuyên về ví dụ như là mua hàng mà về để mua hàng về rồi bán đi luôn, tức là những cái công ty thương mại ấy, thì thực ra là cái cách vận hành của người ta tương đối đơn giản hơn là cái công ty sản xuất. Thì phần mềm của em cũng có thể đáp ứng được, nhưng mà nó không chuyên về cái mảng thương mại, thì nó chuyên về những cái công ty sản xuất. Và trong ngành những cái công ty sản xuất thì hiện tại hầu như ở thị trường Việt Nam của bọn em, đối với cả những công ty hiện tại đang là khách hàng, thì em thấy cái ngành nghề tương đối là đa dạng và không có bị bó buộc trong bất kỳ một cái ngành nghề nào. Đương nhiên thì mình cũng phải quay lại nói là hệ thống, tức là phù hợp với tất cả doanh nghiệp, thì nó cũng sẽ khi mà đi vào vận hành thực tế nó cũng sẽ có phải những cái phần mình phải tùy chỉnh riêng, hay là những cái phần mà mình thảo luận thêm, bởi vì nó là từng công ty có một cái quy trình riêng. Thế nhưng mà đối với cả cái ngành nghề hiện tại thì bọn em không bị bó buộc trong bất kể cái ngành nghề nào cả. Ok, cảm ơn. Như vậy là cho sản xuất và không có chống chỉ định đúng không? Dạ. Câu hỏi tôi nghĩ câu hỏi này cũng rất là khó, nhưng mà tại vì anh Tuấn anh đã đặt câu hỏi ở đây rồi, ở bên Việt Á CNC, cho nên là tôi cũng đọc lên thôi. Chi phí triển khai phần mềm này là khoảng bao tiền, triển khai trong khoảng thời gian bao lâu ạ? Cái chỗ này mình có thể có cái thông tin nào mang tính tham khảo được không? Em chia sẻ với mọi người là đứng trên góc độ của em là cố vấn, thế là cái phần câu hỏi sẽ chia ra làm hai phần đúng không ạ? Thứ nhất là chi phí triển khai phần mềm. Thì cái phần chi phí này thực ra là nếu mà một chút xíu nữa có thể là bạn nghiệp vụ bên em có thể trả lời thì nó là hợp lý nhất. Còn với cái việc triển khai phần mềm thì về tiêu chuẩn của bên em, nếu mà triển khai một dự án thì nó tương đối rơi vào khoảng từ 3 cho đến 6 tháng. 3 tháng cho những cái công ty có quy mô nhỏ, thế nhưng mà 6 tháng cho những cái công ty quy mô vừa. Còn nếu mà những cái công ty có quy mô lớn hơn thì mình sẽ phải đến thực tế công ty thì mới đánh giá được là cần bao nhiêu thời gian để có thể đi vào vận hành, go live được cái phần mềm. Đấy, cảm ơn ạ. Như vậy chúng ta có thời gian, chắc là cái phần về ngân sách thì chúng ta có thể tham vấn thêm ạ. Nào. Chỗ này có câu hỏi của anh chắc là anh Vinh, anh Nguyễn Vinh ạ. Cái phần này thì câu hỏi ở đây là phần mềm hỗ trợ tính giá theo phương pháp nào? Hiện tại thì phần mềm hỗ trợ tính giá theo phương pháp bình quân giao quyền. Bình quân gia quyền, và cái này nó liên quan đến câu hỏi vừa rồi của anh Tuấn Anh nữa phải không ạ? Thực ra thì cái câu chuyện mà tính theo bình quân gia quyền hay tính FIFO, tính LIFO thì nó lại nằm ở câu chuyện của các bạn kế toán thôi.
Tức là tùy theo mỗi công ty thì họ sẽ có một cái phương pháp tính mà là giá thành khác nhau, và bên sản xuất thì phải nghe theo cái toán. Và đây cũng chính là một cái điểm mà khi mà chúng ta triển khai cái hệ thống quản lý sản xuất mà chúng ta ít khi mà chúng ta để ý đến cái phần mà sale ở đằng trước và cái phần mà kế toán ở đằng sau. Và nếu mà thực ra là những cái khớp đấy mà chúng ta không để ý là nó sẽ rất là nhiều vấn đề. Đấy thì cũng đấy là một cái gọi là bổ sung thêm. Thường các ông chủ Việt Nam là mua các phần mềm là cứ mua các phần mềm rẻ và không quan tâm là sau này là thằng gà là không nói chuyện được thằng vịt không nói được thằng dê không nói chuyện thằng ngan, là coi như chết chùm cả bọn luôn. Đấy là cái nói chung là công chủ Việt Nam là tham gian ngu lười, có bốn cái điểm đấy của ông chủ Việt Nam. Cái tham là cái bệnh nặng nhất. Và nhiều khi không để ý đúng không? Trong trường hợp này muốn hỏi anh Lâm trước là mình có cái option cho cái việc đấy không? Các lựa chọn Hiện cho tại cái đấy thì đối với hiện tại thì ERP workflow bên em thì hiện tại có thể bán tách module, tức là mình có thể như em cũng có giới thiệu, tức là đối với cả mỗi một doanh nghiệp thì mình sẽ tự đánh giá được xem là cái tình trạng hiện tại của mình là như thế nào và cái mình cần là cái gì ở thời điểm hiện tại. Thì như vậy thì bên em có tách những cái module ra bán riêng, ví dụ như là mình hôm nay mình cần quản lý bán hàng thì mình sẽ mua có thể là cung cấp đến mình cái module là quản lý bán hàng, hay là ví dụ như là tồn kho thì mình sẽ có module quản lý tồn kho. Ok, mình cảm ơn. Ý anh là cái chỗ vừa rồi mình nói đến bình quân gia quyền hay là FIFO hay LIFO ấy, thì nó có cái sự lựa chọn nào không, hay là về cơ bản là về về nó có chỉ có một option là bình quân gia quyền? Hiện tại thì theo cái kinh nghiệm của em thì hầu hết em mới hiện tại là đều là dùng bình quân gia quyền. Còn cái ví dụ như là FIFO hay gì thì có thể là do cái đặc thù của những cái công ty sản xuất, thì em hiện tại như em thì em chưa thấy ít công ty nào dùng cái phương pháp đấy. Dạ đúng rồi. Ok, anh nghĩ là về cơ bản thì bình quân gia quyền nó là một cái nó cũng khá là nó từ trước đến giờ nó khá là phổ biến ấy. không, Tuy thực nhiên ra là thì nó thực ra nó tùy theo cái câu vâng chuyện đấy, tức là nếu như mà trong cái trường hợp mà chúng ta dùng bình quân gia quyền là nó trong cái lúc mà chúng ta không có biến động nhiều về cái giá nguyên vật vâng liệu. Còn thực vâng ra ví dụ như là trong cái câu chuyện mà khi mà nó biến động nhiều về giá nguyên vật liệu, nó tăng hoặc vâng giảm, thì cái câu chuyện LIFO và cái FIFO là cực kỳ quan trọng, bởi vì là nó matching giữa cái đầu vào và đầu ra, nó đảm bảo được cái câu chuyện đấy. Tức là anh mua giá ở thời điểm nào thì anh sẽ phải xuất hàng theo cái giá ở thời điểm đấy, nó Vâng. tránh được câu chuyện là anh sẽ bị coi như là lỗ hay là lãi quá nhiều. Cái đấy là nó Vâng. tùy theo cái vấn đề của bên chỗ giám đốc tài chính mà nó sẽ quyết định. Vâng, và cái này đặc biệt là liên quan đến tính dự án. Đang làm lô loạt thì nó có cái hơi khác một tí. Dự Vâng. án thì đúng là cái chuyện về 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 phi khô đúng là nó quan trọng. Cảm ơn anh Tuấn Anh ạ. Có câu hỏi của anh Hiếu ở đây liên quan đến Dura Farm. Khấu hao tài sản cố định như máy móc riêng cho từng cái việc nói đến tài sản cố định và máy móc sản xuất riêng như từng mã sản phẩm, cái chỗ này thì nó phản ảnh như thế nào trong cái phần về 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 cái tiếp cận trong quản lý của mình, và chắc mình nghĩ câu hỏi này chắc liên quan đến về giá thành này phải không? Cái câu hỏi của anh thì em chia làm hai phần. Cái đầu tiên anh nói là đến tài sản cố định và máy móc sản xuất riêng cho từng sản phẩm. Cái thứ nhất thì tài sản cố định là không bao gồm trong cái buổi chia sẻ của em ngày hôm nay. Thế nhưng mà em thực ra thì em cũng có thể chia sẻ thêm, là bởi vì cái phần tài sản cố định thì thực ra đối với cả nếu mà một hệ thống ERP hoàn chỉnh ấy, nó sẽ đi như thế nào ạ? Nó sẽ đi từ phía trước mình sẽ có những cái đơn thu mua, xin mua tài sản cố định, tiếp đến là mình sẽ tiến hành thu mua với nhà cung cấp, đúng không ạ? Và khi mà hàng ví dụ cái máy của mình được chuyển đến xưởng đi, thì mình sẽ là tiến hành lên công nợ để chuyển thành chuyển để thanh toán cho nhà cung cấp. Và khi nào mà mình nghiệm thu xong cái máy này thì bắt đầu mình sẽ tiến hành chuyển nó thành một cái tài sản cố định. Và nếu mà là một hệ thống ERP, ví dụ như bên em tức là mua full option em nói là full option đúng không ạ, thì tức là khi mà anh có lên công nợ và từ công nợ này mình sẽ chuyển được sang thành tài sản cố định, và cái tài sản cố định này mình sẽ đi tính khấu hao hàng tháng. Và cái việc tính khấu hao hàng tháng này của mình thì đối với cả tài sản cố định mình có thể set up là mỗi một cái thằng tài sản cố định mình sẽ có cái chi phí riêng, và cái chi phí này của mình có được phân bổ thành chi phí sản xuất hay không. Ví dụ cái máy này của mình là máy ở dưới xưởng thì mình có thể là phân bổ trực tiếp thành chi phí để sản xuất. Nhưng chẳng hạn em nói mọi người có thể từng gặp qua cái trường hợp là một cái máy in đi rất là đắt tiền đúng không ạ, nó vừa là để ở dưới xưởng nhưng nó lại phục vụ luôn cho cả văn phòng. Thì khi mà cái phần này đối với cả bên em thì đối với cả một cái thằng tài sản mà có chung hai bộ phận cùng dùng như thế này để mà mình phân bổ, thì hệ thống cũng cung cấp đến
một cái phần mình có thể set up được là cái tiền khấu hao của tháng này mình có thể phân bổ được cho hai bộ phận, thì một bộ phận sẽ phân vào quản lý và một bộ phận cái chi phí mình sẽ phân vào là chi phí sản xuất. Dạ. Ok, anh cảm ơn. Dạ. Ví dụ bọn anh đi làm chẳng hạn, bọn anh quan tâm đến phần này lắm, tại vì làm vấn đề về chuyển đổi lean với cải tiến thì nó cũng liên quan nhiều đến vấn đề về về thiết bị với cơ sở hạ tầng. Anh thấy có một câu hỏi tiếp theo, cảm ơn câu trả lời. Câu hỏi tiếp theo đấy liên quan đến phần về cái giao diện ấy, thì hiện nay với cái phần mềm mới của mình thì ngoài cái việc mà giao diện với máy tính thì hiện nay giao diện với điện thoại thì nó như thế nào ạ? Đối với cả cái phần này của bên em, đối với cả cái phần này thì hiện tại, tại vì là thực ra về xuất phát điểm của hệ thống ERP ấy, nó là một hệ thống được bảo mật trong một công ty. Thế nên là bọn em hiện tại cái phần này sẽ dùng cái kết cấu, cái phương thức là máy chủ và mạng LAN. Còn nếu mà ví dụ như những cái phần mà ví dụ như là sau này có thêm một số vài phần, ví dụ như là quản lý, ví dụ như là em vừa mới giới thiệu SFT chẳng hạn, thì nó có thể là dùng máy tính, những cái máy tính bảng hay là những cái gì để mở chương trình ra để có thể thao tác được. Thế nhưng mà về cơ bản thì tức là mình vẫn phải xem, tức là nếu mà mình muốn dùng app thì nó lại là riêng về một cái phần khác nữa rồi. Còn về bản thân thì xuất phát điểm thì nó sẽ là dùng máy chạm, máy chủ trong công ty và các máy nhân viên ở trong công ty. Dạ. Ở đây thì có một số cái chia sẻ với Lâm với cả Thắng ạ. Cái quan điểm của tôi ấy là tuyệt đối không dùng app và dùng điện thoại. Bởi vì là cái câu chuyện là cái thứ nhất ấy, đó là cái câu chuyện là chúng ta khi mà chúng ta dùng app ở Việt Nam rất là khó cái câu chuyện là quản lý cái điện thoại của nhân viên. Và thực ra cái điện thoại nhân viên là chúng ta không ngại về câu chuyện là về cái bảo mật đâu, mà họ chụp và họ mất những cái câu chuyện mà gọi là lộ cái bí mật của thông tin ở trong công ty của chúng ta, là đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là cái app của ngoài vào khi đấy thì vấn đề của chúng ta triển khai các hệ thống bảo mật nó rất là khó. Và cái thứ ba nữa là cái màn hình của cái máy tính của cái mình, của cái app rất là nhỏ, rất là khó cho cái việc mà thao tác đây. Nếu mà trong trường hợp mà chúng ta dùng những cái thiết bị gọi là mobile device ấy, thì ví dụ như các bạn ra ngoài các bạn sẽ thấy là những cái các bạn mà của những công ty ví dụ như là của DHL á, và họ dùng những cái device mà nó chuyên biệt, nó chuyên nghiệp để nó thiết kế cho cái việc đấy. Thì vì thứ nhất là khi mà chúng ta có thiết bị chuyên nghiệp đấy thì cái phần bảo mật nó đã được cài sẵn rồi. Đấy là nó đảm bảo câu chuyện đấy. Thì đấy là một số cái việc mà chia sẻ. Và thực ra nói chuyện về cái câu chuyện cho các doanh nghiệp đặc biệt trong sản xuất đấy, thì chúng ta nên là dùng trong máy tính, bởi vì là trong sản xuất nó là trong công ty của chúng ta. Thế nhưng mà riêng về sale thì lại phải dùng app, tại vì là sale là gì? Các bạn sale là đi ra ngoài. Thế thành ra là có một cái chia sẻ như thế để cũng chia sẻ các kinh nghiệm cho các anh chị ở đây để chúng ta biết rất là rõ là lúc nào cần app và lúc nào là không cần app. Dạ, xin cảm ơn. Cảm ơn Tuấn Anh ạ. Và có một câu hỏi như chắc là cuối cùng, câu hỏi này chắc là rất là dễ dàng cho anh Lâm. Câu hỏi liên quan đến chuyện cái phần mềm mình đang giới thiệu ấy, thì ở cái phần giao diện ấy thì có thể kiểm tra được mã hàng tồn kho được bao nhiêu lâu rồi không? Như em vừa mới giới thiệu trong cái PPT, có thể là sau anh chị có thể là tham khảo, có cái phần mà cho mình kiểm tra được cái phần tồn đọng hàng, từng mã sản phẩm tồn đọng bao nhiêu lâu rồi, bao nhiêu lâu không được sử dụng tới, là có. Vâng, chắc chắn rồi ạ. Vâng, và tôi nghĩ bây giờ cũng đến 10 giờ kém 12 rồi, nó cũng khá là muộn. Tôi biết chắc là một số anh chị em thì vẫn còn một số cái câu hỏi và các nội dung muốn chia sẻ nữa. Tuy nhiên là chắc là chúng ta sẽ dừng lại ở đây và có thể chúng ta sẽ xem lại xem là cái hiệp 2 mà chúng ta không bị ghi thêm bàn thắng nào thì nó diễn ra như thế nào trong cái trận Nhật Bản. Rất là cảm ơn anh Tùng Lâm và DG Queen hôm nay đã tham gia và chúng cung cấp một cái buổi chia sẻ rất là giàu các cái hàm lượng về quản trị cho doanh nghiệp sản xuất. Tôi nghĩ là nó hết sức cơ bản và nó rất là bổ ích cho các cái cán bộ quản lý cấp trung cũng như là một số anh chị làm quản lý doanh nghiệp. Ở trên diễn đàn thì có một số anh chị em làm tư vấn rồi đánh giá. Tôi nghĩ các cái thông tin đấy nó cũng giúp cho chúng ta có thêm các cái nội dung tham khảo ạ. Và nếu bên PNQ chúng thấy là những cái chia sẻ như thế này nó rất là bổ ích, tại vì những cái câu chuyện hôm nay anh Tùng Lâm chia sẻ thì nó đều là cái câu chuyện mà chúng ta nói về cái câu chuyện về quản trị vận hành. Và nếu mà chúng ta quản trị vận hành tốt thì đến khi chúng ta có thể phản ảnh nó một cách rất là dễ dàng và một cách rất là hiệu quả vào các cái phần về phần mềm và các ứng dụng công nghệ thông tin,
mà được anh Lâm chia sẻ ngày hôm nay, cũng như là ở chỗ anh Dũng hôm trước, anh hôm trước trong chia sẻ trong buổi trước. Rõ ràng là khi chúng ta dùng hệ thống quản lý thì và cái phần mềm ấy nó giúp chúng ta quản lý cập nhật cái dữ liệu, nó dần dần nó tiến đến real time, và nó giúp chúng ta truy vết, nó giúp chúng ta tổng hợp, nó giúp chúng ta xử lý dữ liệu. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn biết rằng là cái mấu chốt của câu chuyện ấy là trước khi nó có các cái vấn đề cần phải quản lý, trước khi thậm chí nó còn trở thành dữ liệu. Cho nên là cái câu chuyện của quản lý của nhà máy sản xuất, quản lý ở hiện trường thì là vô cùng quan trọng. Và nếu chúng ta có thể làm tốt việc đấy thì nó sẽ giúp cho cái phần mềm nó sẽ nhàn đi rất là nhiều, và những người triển, những đơn vị sau này chúng ta triển khai phần mềm thì công việc của những đơn vị triển của cái dự án phần mềm đấy nó cũng đơn giản hơn rất nhiều. Và tôi cho cái câu chuyện quan trọng là chúng ta vẫn cứ nói rằng là dữ liệu thì chúng ta quản lý real time, nhưng mà quan điểm của PNQ là chúng ta nên quản lý nó trước khi mà nó thậm chí nó còn chưa thành dữ liệu, thì nó sẽ làm cho chúng ta còn có các được ra các quyết định sớm và hiệu quả hơn rất nhiều ạ. Và cái buổi ngày trao đổi ngày hôm nay khi chúng ta nhìn vào cái khía cạnh như vậy, nó cũng cho thấy một cái quan điểm rất là rõ ràng mà kể cả DigiGreen và PNQ cùng với bên chỗ Dr. SME có trao đổi trong nhiều lần. Đấy là với các doanh nghiệp sản xuất thì với cái hệ thống vận hành của chúng ta thì chúng ta cố gắng, chúng ta cải thiện, chúng ta cải tiến, chúng ta tối hóa nó và chúng ta chuẩn hóa nó trước khi là chúng ta chuyển đổi số. Và cái tôi xin trích sử dụng cái lời của anh Tuấn Anh hay nói đấy là chúng ta cố gắng chuẩn để mới chuyển. Bên chỗ hôm trước anh Dũng với anh Hiệp bên tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thì có nói rằng là chuyển đổi lean, chuyển đổi số, hai cái đấy nó đi cùng với nhau. Và nếu mà chúng ta có thể chuyển đổi lean được thì như vậy nó sẽ làm cho câu chuyện chuyển đổi số chúng ta rất là hiệu quả. Bài toán hôm nay rất là thú vị. Bản thân tôi làm quản lý và làm tư vấn, tôi cũng thấy thu nhận được rất nhiều điều bổ ích. Và một lần nữa rất là cảm ơn DigiWin đã dành thời gian và anh Lâm đã dành thời gian. Nếu mà có một cái điều gì đấy dặn dò với anh chị em ở trên diễn đàn và các doanh nghiệp, như là một cái lời kết về cái phần về quản lý tồn kho với công nợ với giá thành, thì anh Lâm sẽ chia sẻ cái gì trước khi chúng ta đóng lại ngày hôm nay ạ? Cái mà em muốn chia sẻ với mọi người qua cái buổi ngày hôm nay có thể tóm gọn lại trong cái việc là cũng như mọi người được biết là ba cái yếu tố này rất là quan trọng, đúng không? Thì như em vừa nói, tức là làm sao để quản lý tồn kho một cách hợp lý nhất, vừa đủ, linh hoạt trong công nợ, và cuối cùng là tính chính xác trong giá thành, là cái mà em muốn mọi người, tại vì mỗi một công ty sản xuất thì đều cần đạt được những cái yếu tố như thế này, nó sẽ đưa cho công ty chúng ta một cái lợi thế cạnh tranh rất là mạnh mẽ. Thế là nói tóm lại là vừa đủ trong nguyên liệu, linh hoạt trong công nợ, và cuối cùng là chính xác trong giá thành. Dạ. Cảm ơn ạ. Vừa đủ, linh hoạt và chính xác. Đây như là ba từ khóa của ngày hôm nay. Rất là một lần nữa rất cảm ơn anh Lâm và rất cảm ơn các anh chị em đã dành thời gian đến bây giờ ạ. Xin chuyển lại chương trình cho phần điều phối của bạn Huệ. Xin mời. Dạ, cảm ơn anh Thắng ạ. Hôm nay thì rất là cảm ơn phần chia sẻ của diễn giả Vũ Tùng Lâm. Cảm ơn MV và các anh chị bên DigiWin. Xin